Kính thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần cuối của tác phẩm Cuộc đời Thánh Gioan Vianney, bổn mạng các cha sở của tác giả Cado do Cha Lương chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện. Qua giọng đọc của Anna Thúy An, Linh Mục Peter Lê Thanh Quang, Dominico Ngọc Cung và Phêrô Đức Thành. Cha Gioan luôn phải buồn sầu, lo lắng. Khi xưa, Chúa Giêsu ở dưới thế, luôn phải lo buồn sầu não. Trong phúc âm, người ta chỉ thấy Chúa khóc, chứ không thấy Chúa cười. Vì tội lỗi loài người luôn đè nặng trên tâm hồn Chúa. Con người ở những thời đại sau này mê đắm tội lỗi, không màng gì đến công nghiệp của người đã lập cho họ, không hề biết đến lòng thương yêu vô bờ bến của người, nên người buồn lòng. Cha Gioan là môn đệ của Chúa Giêsu, luôn noi gương bắt chước thầy mình, nên cũng lo buồn đau khổ trong lòng mãi, không vui vẻ bao giờ. 2-3 tháng trước khi qua đời, Ngài than thở. Than ôi! Ở thế gian này tôi phải sầu khổ, cay đắng biết bao. Nếu khi đến nhận sứ ạt, mà tôi biết những đau khổ buồn sầu tôi phải chịu trong 41 năm vừa qua, thì có lẽ tôi đã chết vì sợ hãi. Lý do thứ nhất làm cha Gioan buồn sầu, đau khổ là gánh nặng trách nhiệm của một linh mục chánh xứ và lo sợ mất linh hồn mình, trong khi lo lắng cho linh hồn người khác. Nên cha đã xin nghỉ việc coi sóc con chiên nhiều lần, cũng như đã bỏ xứ mà trốn đi 3-4 lần. Cha thường nói, không có mấy ai làm chánh xứ mà là thánh. Khi mở sách quyền, chúng ta chỉ thấy toàn là giám mục, tu sĩ, các dòng và nhiều giáo dân làm thánh. Còn những linh mục chánh xứ thì ít lắm. Thánh Vincente, Thánh Francisco Regis, Thánh John Cancio đầu tiên có làm cha xứ được ít lâu, nhưng sau các ngài thấy công việc nặng nề treo leo nên đi tu dòng hết. Vì cha xứ thì hay kiêu ngạo, tham lam của cải, để tâm trí vào việc làm ăn, lo lắng việc chi tiêu, không cố gắng tập tành các nhân đức, cũng như giúp các con chiên để họ được rỗi linh hồn. Cha Gioan coi việc làm cha xứ là một trách nhiệm nặng nề và cao quý. Cha luôn sợ hãi và cố gắng chu toàn, sợ mình làm công việc ấy bất xứng. Có một lần, cha Gioan nói với một linh mục kia, ở trần gian chúng ta không hiểu được thánh lễ, và việc chúng ta được dâng lễ là cao trọng chừng nào đâu. Chỉ ở trên thiên đàng chúng ta mới hiểu được sự cao trọng ấy. Để dâng thánh lễ cho xứng đáng, chúng ta phải có một tấm lòng thanh sạch và sốt sắng như các thiên thần mới được. Căn nguyên làm cho các linh mục sa sút khô khan bởi vì các ngài không coi trọng việc dâng thánh lễ cho xứng đáng, mà làm như một công việc thường ngày vậy. Khốn cho linh mục nào coi thường việc dâng thánh lễ, không giữ lòng sạch tội, không dọn mình trước, không cảm ơn rước lễ đủ, và dâng lễ vội vàng hấp tấp. Người linh mục phải thi hành các bí tích cho giáo dân, đây là gánh nặng đáng sợ cho linh mục. Nếu như người ta hiểu chức vụ linh mục nặng nề, gian nan biết bao, thì không những không ai muốn tiến lên chức vụ ấy, mà còn trốn đi để khỏi phải chịu chức vụ cao trọng đó, như các thánh ngày xưa đã làm. Lý do thứ hai làm cha Gioan lo buồn sầu não, vì cha là người khiêm nhường,
thường coi mình là dốt nát, yếu đuối, không có tài cán gì, chẳng có nhân đức, nên chẳng đáng làm linh mục, coi sóc linh hồn người ta. Thiên Chúa nhân lành vô cùng, thương yêu cha cách riêng, và muốn cho cha thêm nhiều công phúc, nên giấu không cho cha biết các việc lành cha làm. Danh tiếng cha vang lừng khắp nơi thế nào, nên dù cha đã khuyên được nhiều người tội lỗi cứng lòng, ăn năn trở lại, cha vẫn thấy mình là người đầy tớ vô ích, không làm gì được cho chủ mình. Chẳng những cha nghĩ mình không làm nổi, mà còn ngăn trở và phá hỏng việc của Thiên Chúa. Mọi người đến xứ A, khi thấy những việc làm và cách ăn ở của cha Gioan, thì đều trọng kính, khen ngợi các nhân đức của cha và gọi cha là thánh sống, trong khi cha vẫn luôn coi mình là người hèn hạ, tội lỗi, không có một nhân đức nào. Những người sang trọng quyền thế, danh giá, vọng tộc trong đạo ngoài đời, khi gặp những điều rối trí phiền lòng, không giải gỡ được, thì đều kéo đến xứ A để hỏi han, xin cha chỉ bảo giúp đỡ. Nhưng cha thì vẫn luôn tin mình là người dốt nát, chẳng có tài trí hay khôn ngoan gì. Cha thường nói, tôi cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa đã định cho tôi hèn hạ yếu đuối, không có nhân đức hay tài trí nào để tôi không kiêu ngạo được. Khi xét mình, tôi chẳng thấy mình có điều gì tốt, chỉ thấy tội lỗi mà thôi. Phải chi tôi biết được các tội tôi đã phạm để ăn năn trở lại cùng Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã giấu bớt các tội tôi đã phạm, vì người sợ tôi biết mà ngã lòng chăng? Lý do thứ ba, cha Gioan buồn sầu đau khổ, vì cha luôn thấy những tội lỗi nặng nề người ta phạm làm mất lòng Chúa, nên cha thường than thở. Than ôi, bây giờ tôi mới hiểu được hậu quả của tội tổ tông dữ dằn và kinh khiếp biết chừng nào. Khi nghĩ đến việc loài người xúc phạm đến Chúa cách nặng nề như thế, nhiều khi tôi chỉ muốn xin Chúa hủy diệt loài người. Nhiều khi tôi ước ao ngày tận thế đến ngay lúc này. Nếu thỉnh thoảng tôi không gặp được một vài người thanh sạch khiến tôi được an ủi, thì tôi đã chết từ lâu rồi. Khi tôi nghĩ đến nhiều người bội bạc, lỗi nghĩa cùng Chúa nặng nề, thì lòng tôi buồn sầu đau đớn, muốn trốn vào nơi vắng vẻ cho khỏi xem thấy mặt những người ấy. Nếu như Thiên Chúa độc ác, cay nghiệt, thì loài người giận ghét sỉ nhục là phải. Nhưng Thiên Chúa rất nhân từ, là người cha nhân hậu hằng thương yêu và ban phát mọi ơn cho thế gian. Khi cha nói những lời ấy, cha vừa nói vừa khóc. Hôm khác, cha nói, tôi ở với người tội lỗi mãi, nên tâm hồn tôi chán ngán lắm. Linh hồn tôi buồn phiền lắm, vì tai tôi luôn nghe những điều làm tôi cực lòng. Khi nhớ đến những tội lỗi người ta xưng, lòng cha quặn thắt, đau khổ tâm trí mà không sao nói được. Cha nói, ở thế gian này không có bậc nào khổ cực cho bằng bậc linh mục, vì linh mục phải nghe tội lỗi của mọi người, hoặc nghe thấy những tội lỗi kinh sợ, lỗi nghĩa cùng Chúa. Tai mắt của người linh mục toàn nghe thấy tội lỗi của người ta, chẳng khác nào thánh Phêrô khi ở trong sân vinh quang Phi-la-tô, xem thấy đủ mọi thứ người làm khốn Chúa Giêsu, người thì nhổ nước bọt cùng vã vào mặt Chúa Giêsu, người thì đội mão gai lên đầu rồi nhạo cười sỉ nhục cùng xô đẩy khiến người ngã xuống đất nhiều lần, lại còn giày đạp dưới chân họ nữa. Than ôi, nếu ngày xưa tôi biết bậc linh mục khốn cực như vậy, thì tôi đã vào dòng tu rồi, chẳng dám chịu chức linh mục đâu. Tôi đã xin về hưu, xin từ chức chánh xứ nhiều lần. Nếu như bề trên nhận lời,
thì tôi đã bỏ xứ này vào nơi vắng vẻ để đọc kinh cầu nguyện, ăn chay đền tội và giúp người bệnh trong nhà thương trọn đời. Vì cha hay nhớ những lý do trên, nên lòng cha luôn nặng trĩu buồn sầu. Những công việc rất nặng nề khiến cha phải khó nhọc đêm ngày đều không làm cha bớt phiền muộn hay quên đi được. Khi cha thấy họ tỏ ra quý mến kính trọng, cha càng thêm buồn bã xấu hổ. Vì cha coi mình là người hèn hạ tội lỗi, không đáng cho mọi người kính mến. Cha thấy người ta kéo nhau đến xứ A một ngày một đông hơn nên lo lắng sợ hãi. Vì thấy gánh mình càng ngày càng nặng, và cha thấy mình sức yếu đuối, không thể gánh nổi thì càng lo âu hơn nữa. Khi buồn lo, cha giấu kín trong lòng, không tỏ ra bề ngoài cho ai biết sự buồn khổ. Cha không bỏ bê, trễ nãi việc bổn phận nào, nhưng luôn vui vẻ hòa nhã và cố gắng làm bổn phận hàng ngày. Những khi ấy, cha lại càng đọc kinh, cầu nguyện sốt sắng và đánh phạt xác thịt mình hơn mọi khi. Phần 5. Những nhân đức mà cha Gioan thường luyện tập. Dáng điệu lịch sự hòa nhã và lòng nhân từ của cha Gioan. Cha Gioan là người nhỏ bé mảnh khảnh và lanh lẹ. Tóc cha dày và dài, trán nhô ra, đôi mắt tinh tường, sắc bén như thấu suốt linh hồn người ta. Sống mũi cha cao nhưng gãy ở giữa. Đôi gò má nhô cao làm tăng thêm vẻ khắc khổ cho thân hình gầy đét. Miệng cha không rộng lắm nhưng tiếng cha lại sang sảng. Gương mặt cha võ vàng, còm cõi. Thân hình gầy đét như bộ xương khô vì ăn chay hãm mình. Cha bước đi vội vàng như người quá bận rộn với nhiều công việc. Nhưng toàn thể con người cha phát ra vẻ bình thản, dịu dàng, hòa nhã. Thiên Chúa đã ban cho cha một ơn riêng khi về già. Đó là dáng đi của cha thẳng, không bị còng lưng. Mắt và tai tinh tường cho tới lúc chết, không bị lòa hay lãng tai. Trí khôn cha vẫn minh mẫn, không quên điều gì. Các thánh là hình ảnh mô phỏng sự thánh thiện muôn vẻ của Chúa Giêsu ở thế gian. Vì các thánh luôn noi gương bắt chước để nên giống Chúa, chẳng những nơi tâm tình bề trong mà cả lời nói, việc làm và cách ăn ở bên ngoài của người nữa. Cha Gioan là một người rất thánh thiện, nên cha có nhiều điểm giống Chúa Giêsu lắm. Con người cha toát ra vẻ thánh thiện khó tả. Khi nhìn thấy cha, người ta kính mến và quý trọng như Chúa Giêsu vậy. Có người sau khi đến xứ A về đã nói: "Thật cha Gioan là hình ảnh Chúa Giêsu ở thế gian này. Tôi chưa hề thấy ai giống Chúa Giêsu như cha Gioan." Nhiều người nói rằng: "Khi chúng tôi thấy và nghe cha Gioan nói thì nhớ đến Chúa Giêsu, khiến chúng tôi yêu mến, quý trọng và muốn được xem thấy cha mãi." Có những dấu bề ngoài chứng nhận Chúa Giêsu đang ngự nơi cha Gioan mà nhiều người trông thấy rõ ràng, nên họ càng trọng kính và quý mến cha. Hơn nữa, vì cha hiền lành nhân từ và cư xử hòa nhã với mọi người, nên người ta càng yêu mến cha hơn. Dù đạo Công giáo là đạo thật, dạy những điều công chính đủ cho mọi người phải kính phục, nhưng các linh mục là những người dạy các điều ấy. Có làm cho người ta mến phục mới mong người ta giữ đạo và yêu mến đạo. Còn các linh mục mà không được người ta yêu mến, dù có nhiều nhân đức cũng khó làm cho người ta yêu mến và giữ đạo được.
nên người ta thường nói: người nào yêu mến linh mục thì cũng yêu mến đạo và giữ đạo. Các linh mục muốn khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại, làm cho người khô khan trở nên sốt sắng, thì việc đọc kinh cầu nguyện và có nhân đức thôi chưa đủ, mà còn phải có đức thương yêu nữa. Chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu là đấng cực thánh, người có mọi nhân đức, nhưng cũng đã lấy tình yêu mà kêu gọi mọi người theo con đường của người. Người đã mặc lấy bản tính nhân loại, có hồn có xác như chúng ta, đã chịu chết cho chúng ta. Không những là người đã thương yêu chúng ta quá bội, mà còn truyền cho chúng ta phải thương yêu nhau nữa. Các linh mục không chậm quá, đọc các kinh sách rõ ràng, nghiêm trang, sốt sáng. Dâng lễ và cảm ơn rước lễ xong, cha lại giải tội đến 10 giờ. Khi đồng hồ điểm 10 tiếng, cha đến quỳ trước bàn thờ đọc kinh nhật tụng. Đến 11 giờ trưa, giáo dân nghe chuông kéo tới ngồi chật cả nhà thờ, cả vỉa hè và cả ngoài sân để nghe cha giảng giải cất nghĩa giáo lý. Cha quỳ trước bàn thờ cầu xin Chúa Thánh Thần một lúc rồi mới lên tòa giảng. Khi ấy trong nhà thờ yên lặng như tờ, ai nấy nín thở cầm trí mà nghe mọi lời mọi điều cha giảng như nghe Chúa Giêsu giảng. Ở đây chưa nói đến cách cha Gioan giảng vì sẽ đề cập đến ở đoạn sau. Bây giờ chỉ nói đến những lý lẽ cha giảng thật rõ ràng, sốt sắng, thiết tha, khiến cho mọi người xúc động. Không những nghe những lời cha giảng khiến người ta xúc động, mà cả khi thấy diện mạo cha xanh xao, còm cõi, thấy thân xác cha gầy gò, yếu nhược, người ta lại càng xúc động hơn nữa. Người viết tiểu sử cha ghi lại: không những là lời do miệng lưỡi cha nói ra làm cho người ta xúc động, mà cả con người cùng cách thức cha giảng làm cho mọi người động lòng nữa. Có chuyện rất lạ phải kể ra đây. Có một ngày kia, ông tiên chỉ làng A đang nghe cha Gioan giảng giải cất nghĩa giáo lý trong nhà thờ lúc 11 giờ trưa, thì có việc phải vào nhà xứ. Khi vào nhà xứ, ông kinh ngạc khi thấy cha Gioan đang đi lại đọc kinh nhật tụng ở ngoài hè. Ông thưa với cha: thưa cha, sao lạ lùng quá vậy? Cha vừa giảng trong nhà thờ, vừa đọc kinh ở nhà xứ cùng một lúc sao? Cha Gioan đáp lại: thỉnh thoảng tôi bận giải tội quá, chưa kịp đọc kinh nhật tụng. Tôi xin Thánh Gioan Bautista, quan thầy của tôi, giảng thay cho tôi, đang khi tôi đọc kinh, Ngài bằng lòng và giảng khéo hơn tôi nhiều. Đến 12 giờ, cha Gioan rời nhà thờ, về nhà xứ, ăn uống qua loa một chút. Khi cha về, từ cửa phòng mặc áo đến cổng nhà xứ, người ta quỳ hai bên đường, đi đông hơn lúc cha ra nhà thờ hồi nửa đêm, để xin cha chúc lành, hôn kính áo hoặc tay của cha, và chen lấn nhau khiến cha phải ngã nhiều lần. Cha về nhà xứ ăn 2-3 củ khoai, uống một chén nước lã. Khi không có khoai, cha ăn 2-3 cái bánh đa hay lấy nấm bột cho vào nước khuấy uống cho xong bữa. Có ngày cha giữ chay nghiêm ngặt, đến tối cha mới ăn. Có khi cha nhịn đói đến 3 ngày liền không ăn uống gì. Những năm cha đã già yếu và kiệt sức, cha phải vâng lời đức giám mục và cha linh hướng mà uống thêm một bát sữa bò, một hai miếng bánh miến hay một ly chè vào lúc dâng lễ và cảm ơn sau khi rước lễ. Khi dùng bữa trưa xong, cha đi ra ngoài làng thăm viếng an ủi và ban bí tích sau hết cho kẻ liệt. Sau này, dù đức giám mục đã sai 3-4 cha phó giúp cha coi sóc giáo xứ,
cha vẫn giữ lệ đi thăm làng mỗi ngày, nói vài câu chuyện vui vẻ, rồi lại vào nhà thờ đọc kinh Nhật tụng và ngồi tòa giải tội cho đến 8 giờ tối. 8 giờ tối, cha ngưng giải tội, ra đọc kinh chung với con chiên, vì khách tứ xứ và dân làng A quen đọc kinh chung với nhau ban tối đông lắm, không kém lúc lễ ban sáng. Đọc kinh xong, cha lại giảng một bài, rồi mới về nhà, lúc đó khoảng 9 giờ tối. Như vậy, cha Gioan ở nhà từ 9 giờ đến 12 giờ đêm, rồi lại ra nhà thờ. Trong 3 giờ ở nhà, ngài làm những việc gì? Cha đọc kinh cầu nguyện, dọn những bài giảng cho ngày hôm sau, hành xác đến chảy máu ra rồi mới đi ngủ. Nhưng chẳng mấy khi ma quỷ để yên. Lúc ấy, nó quấy phá không để cho cha ngủ một chút nào. Có một linh mục tò mò vào phòng cha Gioan để xem có những gì trong đó. Cha chỉ thấy có 2-3 cái ghế ngồi, một cái bàn viết, tủ sách, mấy mẫu ảnh, mấy cái chén và một cái ấm nước cùng 2 cái nồi đất. Cha ấy cười và nói, thưa cha, cha còn nghèo hơn ông Gióp khi ngồi trên đống phân. Bây giờ cha Gioan nói, nếu ai biết được những việc Thiên Chúa đã thực hiện trong phòng này, thì sẽ tôn kính hết sức, không dám bước chân vào đây đâu. Có một người đạo đức ở làng A, vì mến mộ nhân đức của cha Gioan, nên hay ra vào phòng cha, giúp đỡ những việc lặt vặt như giặt áo, quét nhà, vân vân. Họ cho biết, có một đêm, tôi thấy cửa phòng của cha mở hé. Tôi nhìn vào thì thấy một bà rất sang trọng, oai nghiêm đứng giữa phòng, còn cha Gioan quỳ gối chắp tay trước mặt bà ấy mà kêu xin. Lạy mẹ, nếu mẹ mở lòng cho người tội lỗi ấy ăn năn trở lại, con xin ăn chay 15 ngày. Bà ấy gật đầu và nói, được, mẹ cho. Cha Gioan lại thưa, nếu mẹ mở lòng cho người kia ăn năn trở lại nữa, thì con sẽ hành xác 1 tháng. Bà ấy lại gật đầu đồng ý nữa. Tôi đoán bà ấy là Đức Mẹ. Bấy giờ vì sợ cha biết tôi nhìn trộm, nên bỏ đi không dám nhìn nữa. Ân duyên khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Cha Gioan là người rất nhân đức, hãm mình ăn chay như các thánh tu rừng khi xưa, siêng năng cầu nguyện, làm lễ sốt sắng như thiên thần, có ơn riêng để giảng giải, khuyên bảo người ta. Nhưng trong các ơn Chúa ban cho cha, có ơn yêu mến việc giải tội và ơn đặc biệt khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại, làm cho danh tiếng cha vang dội khắp 4 phương. Khắp nơi xa gần, người ta nghe danh tiếng cha xứ A có nhân đức lạ lùng, là thánh sống, nên họ đua nhau tìm đến với cha. Không những để thấy cha dâng lễ, nghe cha giảng, mà nhất là để được xưng tội với cha Gioan. Cha Gioan biết việc giải tội làm sáng danh Chúa và cứu được nhiều linh hồn, nên cha luôn chịu khó giải tội, không hề tiếc công sức. Trừ lúc cha nguyện ngắm, dâng lễ, đọc kinh Nhật tụng, giảng giải giáo lý, cha giải tội mỗi ngày chừng 16-17 tiếng đồng hồ. Linh mục nào khỏe mạnh, sốt sắng đạo đức mà giải tội giống như cha Gioan 16-17 tiếng đồng hồ một ngày, thì cũng chỉ được 7-8 ngày là cùng, chứ không thể giải tội suốt 1 tháng như cha. Vậy mà cha Gioan không những 1 tháng, 1 năm, mà là hơn 30 năm như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng nghỉ bao giờ. Suy nghĩ điều ấy, chúng ta thấy cha chịu khó là dường nào.
và Thiên Chúa phải ban ơn thêm sức cho cha, chứ sức loài người không thể nào chịu đựng nổi. Đến 9 giờ tối, khi cha về nhà nghỉ, thì khóa cửa nhà thờ lại. Bấy giờ, những người chưa kịp xưng tội thì ngồi dưới hiên nhà thờ chờ tới nửa đêm. Khi cha ra nhà thờ mới xưng tội được, vì mọi người đều lần lượt theo phiên, ai đến trước xưng trước, ai đến sau xưng sau. Người viết tiểu sử cha Gioan nói: Tôi đã thấy nhiều người nhà giàu đã sẵn lòng cho tiền những người nghèo để họ nhường cho mình xưng trước. Nhưng những người ấy không chịu lấy tiền, cũng không chịu nhường phiên của mình. Cũng có khi người ta đông quá chen nhau vào tòa giải tội, làm xôn xao cả nhà thờ. Có bà sang trọng giàu có kia, cậy quyền, cậy thế, xông vào tòa giải tội. Ngay lúc ấy, mọi người đều kêu lên, khiến cha Gioan trong tòa giải tội phải đi ra. Ngài lấy lời hiền lành ngọt ngào bảo với bà ấy rằng: Xin bà lần lượt theo thứ tự. Ở đây dù là hoàng hậu cũng phải theo phiên như người thường vậy thôi. Có một số người dòng dõi sang trọng ngoan đạo, cả mấy nhân đức của cha Gioan, đã bỏ quê quán mình để thuê nhà ở xứ A cho được ở gần cha, được xem những gương sáng nhân đức của cha, tình nguyện thay đổi nhau giữ trật tự nơi tòa giải tội và bảo vệ cha, kẻo người ta chen lấn làm cha té ngã khi về nhà xứ hay từ nhà xứ sang nhà thờ. Dù vậy, có ngày người ta xô nhau ngã, cãi cọ đánh đấm nhau. Có một lần người ta cãi nhau to tiếng quá, cha Gioan không giải tội được. Cha không hề của trách, không la mắng. Cha chỉ bỏ tòa giải tội, ra quỳ trước bàn thờ kính thánh Philomena, xin thánh tử làm cho yên lặng. Cha vừa nguyện một lúc thì trong nhà thờ yên ngay. Những người đến xứ A, nhiều người đạo đức sốt sắng, nhưng phần đông là những người đắm mình trong tội lâu năm, bỏ xưng tội đã 30-40 năm. Có người đến tuổi già chưa xưng tội lần nào. Cha không tham giải tội nhiều người. Dù có 200-300 người chờ xưng tội, cha giải tội cho ai thì giải kỹ càng, giúp hối nhân xưng hết các tội trọng, tội nhẹ và ăn năn chừa cải thật lòng. Cha yên ủi người âu lo bối rối, giải quyết những ngăn trở bối rối mà người xưng tội trình bày. Những người đã xưng tội với cha xong thì được bằng an vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm. Cha Gioan được Chúa ban cho hai ơn đặc biệt. Một là ơn khuyên được mọi người ăn năn trở lại. Dù cứng lòng thế nào đi nữa, cha cũng thành công. Cha không nói nhiều điều, chỉ nói mấy lời. Nhưng lời đó có sức mạnh lạ lùng, làm cho người ta rúng động như gươm xuyên qua tâm hồn, như búa đập vỡ đá cứng, như ngọn lửa vừa thiêu đốt vừa soi sáng, như lời Chúa Giêsu phán cùng Thánh Phaolô khi ngã ngựa: Saulê, Saulê, sao ngươi bắt bớ ta? Cha khuyên người ta: Khi phạm tội thì chúng ta đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá. Vậy Chúa Giêsu đã làm gì mà chúng ta ghét và giết Chúa như thế? Chúa là Cha chỉ biết thương yêu, làm ơn cho chúng ta luôn. Sao chúng ta lại ghét, lại giết người? Con ơi, chúng ta bất nhân tệ bạc là dường nào? Chúa Giêsu chỉ làm ơn cho chúng ta, làm cho chúng ta được bằng an thanh nhàn, mà chúng ta lại quay mặt trở lòng với Chúa để theo ma quỷ, là người thù ghét và cố tình làm hại chúng ta. Con ơi, chúng ta phạm tội phản nghịch Thiên Chúa là Cha đã dựng nên chúng ta, đấng hằng chăm sóc giữ gìn chúng ta, để theo ma quỷ là đứa xấu xa độc ác
quyết làm hại và lôi kéo chúng ta xuống hỏa ngục, thì chúng ta dại dột và càng quấy chừng nào. Cha dùng những lời lẽ đơn sơ thật thà như thế để khuyên bảo người có tội ăn năn trở lại. Và giọng cha nói thật êm ái thảm thiết, không sao diễn tả được. Trong tòa giải tội, khi cha khuyên bảo, lúc cha van lơn người có tội, có lúc cha ngăm đe, có lần cha khóc lóc. Khi người có tội không vâng lời cha, Chúa ra tay làm phép lạ, khiến họ phải khuất phục mà trở lại xưng tội với cha. Ngày kia, có một người cứng lòng lắm, cha khuyên mãi cũng chẳng được, cha không biết làm cách nào nữa. Bất ngờ, cha thấy người ấy tìm cha với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khóc lóc, xin vâng lời cha mọi điều. Cha hỏi sao thay đổi mau thế? Người ấy thưa. Thưa cha, con vừa xem thấy hào quang sáng láng trên đầu cha, con tin thật cha là đấng thánh, và lời của cha là lời của Chúa, nên con phải vâng lời. Ơn thứ hai là cha Gioan được Chúa ban cho ơn đặc biệt, thấy được mọi sự kín đáo trong linh hồn người ta. Ai lo lắng bối rối, mắc tội lỗi gì, có tính hư nết xấu nào thì cha biết hết. Nhiều người vừa đến cùng cha, chưa kịp nói điều gì, chưa kịp kể tội của mình. Cha đã nói ngay việc họ làm, tội họ phạm, và dạy họ cách xa lánh tội để được bằng an, khỏi lo lắng bối rối. Thấy vậy, họ ngạc nhiên sợ hãi, vì Chúa đã tỏ mọi sự trong linh hồn họ cho cha biết, nên họ vâng lời cha dạy, không dám sai sót. Ma quỷ hay cám dỗ người đi xưng tội. Khi thấy ai chống trả sự cám dỗ quyết tâm đi xưng tội, thì nó xui người ta giấu tội. Cha Gioan biết những người giấu tội. Khi họ xưng xong, cha bảo, con xưng chưa hết, con còn giấu tội nọ, tội kia, phạm lúc nào, mấy lần. Cha thương những người khiêm nhường, thật lòng ăn năn trở lại. Cha sẵn sàng giúp đỡ họ gỡ mình ra khỏi tội. Cha khuyên bảo, yên ủi cho họ được yên lòng yên trí, không ngại mất giờ. Còn những người kiêu ngạo, làm ra vẻ khiêm nhường bên ngoài, không thật lòng trở lại, thì cha xử rất nghiêm. Có một thanh niên giả vờ khiêm nhường, xưng mình là người có tội. Nhưng anh ta có ý đánh lừa, thử xem cha có biết tội đó không, nên hắn đến xin cha giải tội cho. Cha Gioan bảo anh ta, cha không có giờ giải tội cho con hãy đi xưng tội với cha khác, không thiếu linh mục giải tội đâu. Anh ta đi kể lại cho người ta, có người bảo cho anh biết, trời ơi, cha Gioan biết điều kín đáo trong lòng mọi người, anh có ý gian nên cha không giải tội cho anh đó chứ gì. Người thanh niên nghe vậy thì lo sợ, thực sự ăn năn trở lại, dọn mình kỹ càng rồi đến xưng tội. Lần ấy, cha Gioan tỏ lòng thương mà giải tội cho anh. Chúng ta chỉ có thể tóm tắt ít điều, chứ không thể kể hết mọi điều, để mô tả sự khó nhọc của cha Gioan khi giải tội một ngày 16-17 giờ trong hơn 30 năm. Cha Gioan luôn ngồi trên một cây ghế gỗ cứng, mỏi mệt, đau nhức mình mẩy. Mùa hè thì nóng, mùa đông giá rét, lạnh lẽo. Lại nữa, nhà thờ nhỏ bé, mà số người quá đông, nên chật như nêm. Chỉ ngửi hơi người ta cũng đã khó chịu lắm rồi. Có một năm, mùa đông giá rét quá. Cha phó sứ thương cha Doan lạnh chân, nên để dưới tấm ván cha kê chân một bếp lò và giấu kín không cho cha biết. Hết mùa đông, cha Doan kể, mọi năm mùa đông tôi ngồi giải tội lạnh chân lắm, không biết tại sao năm nay lạnh hơn mọi năm mà tôi không thấy lạnh chân. Cha phó ấy cũng thương cha Doan ngồi cây ghế gỗ cứng quá
nên lót đệm cho cha ngồi, và nơi cha để tay cho êm. Nhưng khi thấy cha Gioan liền xé ra, vứt đi, vì không muốn mất dịp hãm mình phạt xác. Bởi cha chịu khó ngồi tòa giải tội lâu năm giường ấy, nên đã cứu được không biết bao nhiêu linh hồn. Các bí tích đều cao trọng và cần thiết, nhưng bí tích giải tội thì có ích cho tội nhân hơn các bí tích khác. Bởi thế, linh mục ngồi tòa giải tội là mở cửa thiên đàng và đóng cửa hỏa ngục lại, làm cho những ai đã chết phần linh hồn sẽ được sống lại, và giúp người ta được thông phần vào công nghiệp vô cùng của Chúa Giê-xu. Thánh Ligorio so sánh các linh mục giảng dạy, khuyên bảo như người gieo mạ cày cấy. Còn linh mục ngồi tòa giải tội như là thợ gặt và thu lúa vào kho lẫm. Thánh nhân nói, linh mục nào không có lòng yêu mến việc giải tội, không chịu khó giải tội, người đó không có lòng thương yêu các linh hồn. Giảng giải giáo lý, những điều cần thiết để được cứu rỗi. Khi cha Gioan lập những nhà nuôi trẻ mồ côi, mỗi ngày một lần, ngài thường giải thích giáo lý và cắt nghĩa các điều cần thiết để chúng được rỗi linh hồn. Lúc ban đầu, khoảng 1 giờ trưa, cha đến ngồi giữa nhà giải thích giáo lý cho trẻ chừng nửa giờ. Những người làng A cũng đến đông lắm, và vì nuôi trẻ chật chội, không đủ chỗ ngồi, nên cha ra nhà thờ cắt nghĩa giáo lý. Sau này, khi thiên hạ ở khắp tứ phương kéo đến xứ A, thì cha làm việc ấy vào buổi sáng mỗi ngày cho đến khi qua đời. Khoảng 11 giờ trưa, khi nghe chuông nhà thờ đổ, dân làng A và những người tứ xứ kéo đến ngồi chật nhà thờ và ngoài hè để nghe cha Gioan giảng. Người viết tiểu sử cha Gioan cho biết, vì cha Gioan làm việc ấy mỗi ngày, nên trở thành người giảng thuyết lừng danh khắp nơi, mang tiếng là cắt nghĩa giáo lý cho trẻ, nhưng nhân dịp đó, cha cũng dạy hết mọi người. Người ta thấy cha Gioan giảng những lý lẽ chắc chắn, sốt sắng, làm cho nhiều người xúc động, muốn được nghe mãi không chán. Bấy giờ, có một số người ghi chép những lời cha giảng, và đã in thành sách cho những người khác được nhờ. Ở đây xin tóm một vài bài để biết cha Gioan đã giải nghĩa giáo lý như thế nào. Bài 1. Về chức linh mục. Khi cha Gioan giải thích bí tích truyền chức thánh, thì giảng về chức linh mục như sau. Có nhiều người nghĩ rằng bí tích truyền chức chỉ dành riêng cho những người chịu chức linh mục thôi, không can dự gì đến giáo dân, vì giáo dân không chịu bí tích này. Ai nghĩ vậy thì thật sai lầm, vì bí tích truyền chức hướng đến mọi người và làm ích lớn lao cho mọi người. Bởi có bí tích truyền chức mới có linh mục. Trước khi Chúa Giê-xu lên trời, người truyền chức cho các tông đồ và sai đi rao giảng khắp thế gian nhân danh người. Thầy đã được ban cho mọi quyền trên trời dưới đất. Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân. Ai tin và giữ mọi lời ấy sẽ được cứu. Ai không tin sẽ phải án phạt đời đời. Cha thầy đã sai thầy đến thế gian, thì thầy cũng sai các con như vậy. Ai nghe các con là nghe thầy. Ai khinh dễ các con là khinh dễ thầy. Người được làm linh mục là thay mặt Chúa Giê-xu ở thế gian này. Linh mục ngồi tòa giải tội cho người ta, thánh hóa mình thánh và làm các bí tích khác thay mặt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng chuộc tội cho loài người, nên mọi sự lành người ta được tất cả đều bởi người.
Vậy linh mục là người thay mặt Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu ở dưới đất, nên một cách nào đó, mọi ơn và mọi sự lành người ta được đều bởi linh mục ban phát. Khi anh chị em ở trong lòng mẹ sinh ra là người nghịch với Thiên Chúa và làm tôi ma quỷ. Ai làm cho anh chị em được khỏi tội và trở nên con cái Thiên Chúa, nên con cái hội thánh? Thưa, đó là linh mục. Ai chuyển phép mình thánh làm cho Chúa Giêsu ngự thật trên bàn thờ đêm ngày, đó là linh mục. Ai đưa mình thánh Chúa Giêsu làm của nuôi linh hồn anh chị em, đó cũng là linh mục. Khi anh chị em phạm tội trọng, mất nghĩa với Thiên Chúa và làm cho linh hồn mình ra dơ dáy xấu xa, ai tha tội và làm cho anh chị em lại được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa, đó là linh mục. Ai rửa linh hồn anh chị em thanh sạch sáng láng, đó là linh mục. Đến giờ sau hết lúc gần chết, ai sửa sang linh hồn anh chị em nên tốt lành xứng đáng đến trước tòa Chúa Giêsu mà chịu phán xét, ai đưa của ăn đàng cho anh chị em, đó là linh mục. Đức Mẹ và các thiên thần không giải tội cho anh chị em được, không cho anh chị em chịu lễ, không truyền phép mình thánh được. Dù một vạn thiên thần cũng không tha một tội nhỏ mọn của anh chị em được, nhưng linh mục truyền phép mình thánh được, cho anh chị em chịu lễ được, tha tội cho anh chị em, rửa linh hồn anh chị em cho thanh sạch, đẹp đẽ trước mặt Chúa, vì Chúa Giêsu ban quyền ấy cho các linh mục. Linh mục như là người giữ kho ơn thiêng của Chúa, luôn gìn giữ và phân phát các ơn Chúa cho thiên hạ. Nếu không có linh mục, ta không được hưởng công nghiệp nhờ sự thương khó Chúa Giêsu được. Thí dụ, như kho đầy vàng bạc, nếu không ai mở cửa, thì chẳng ai vào lấy được những của cải trong kho ấy ra. Cũng thế, nếu không có linh mục ban phát công nghiệp của Chúa Giêsu cho chúng ta, thì chúng ta không được hưởng nhờ công nghiệp ấy. Linh mục như chìa khóa mở cửa thiên đàng, như máng chuyên ơn Chúa xuống cho người ta. Thí dụ, như giếng kia đầy nước ngọt và trong, nhưng sâu lắm, phải có dây và gầu mới lấy nước lên được. Vậy linh mục như gầu, như dây dùng mà lấy nước. Nếu ta không có linh mục thì không được hưởng nhờ công nghiệp Chúa Giêsu chút nào. Ôi, quyền phép linh mục cao trọng dường nào! Khi ta còn ở trên thế gian này, ta sẽ không hiểu được quyền phép ấy cao trọng tới mức nào. Chỉ khi lên thiên đàng chúng ta mới hiểu được điều ấy. Nhưng linh mục chỉ dùng quyền phép mình mà thi hành các bí tích cho người khác, nhưng không làm các bí tích ấy cho mình được. Khi linh mục có tội thì không tha tội cho mình được. Đến giờ chết, linh mục không ban bí tích sâu hết cho chính mình được, mà phải nhờ một linh mục khác làm cho mình. Nếu như không có linh mục coi sóc, giảng dạy, khuyên bảo, cùng thi hành các bí tích cho con chiên, chỉ 20 năm hoặc 30 năm người ta sẽ bỏ đạo hết, không còn ai giữ đạo nữa. Nhiều vua đã cấm cách bắt đạo, cũng cố bắt linh mục mà không bắt giết các bổn đạo, vì họ biết khi không còn các linh mục làm lễ, ban các bí tích và dạy dỗ giáo lý, thì đạo sẽ mất dần và sẽ chẳng còn ai giữ đạo nữa. Khi anh chị em thấy linh mục thì phải suy nghĩ rằng, đây là đấng thay mặt Chúa, làm phép rửa tội cho tôi, để tôi trở nên con cái Thiên Chúa và con cái hội thánh. Ngài là người đưa Chúa Giêsu ở trên trời ngự xuống trên bàn thờ, làm của nuôi linh hồn tôi, là đấng rửa linh hồn tôi cho sạch, giúp tôi lấy lại ơn nghĩa với Chúa khi tôi mất ơn nghĩa cùng Chúa, là đấng ban phát các bí tích sau hết cho tôi lúc hấp hối và mở cửa thiên đàng cho tôi vào. Vậy linh mục là người có quyền thế, làm nhiều ân ích cho anh chị em dường ấy,
thì anh chị em phải kính trọng, biết ơn các linh mục. Khi xưa, Thánh Phanxicô rất có lòng kính trọng các linh mục. Ngài nói, nếu tôi gặp một linh mục và một thiên thần cùng một lúc, tôi sẽ chào vị linh mục trước. Chẳng những là chúng ta phải kính trọng các linh mục mà phải vâng lời các ngài. Ai vâng lời các linh mục là vâng lời Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã phán như thế. Linh mục chỉ dạy anh chị em những chân lý, điều phải và có ích. Anh chị em vâng lời các ngài thì sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa, được bằng yên ở đời này và hưởng phúc thanh nhàn đời sau vô cùng. Amen. Bài 2. Linh hồn người ta rất quý trọng, nên phải gìn giữ linh hồn sạch mọi tội. Người thế gian chế ra nhiều loại máy móc tinh xảo, nhiều điều khôn ngoan, nhưng những việc ấy sánh với những việc của Thiên Chúa thì như trò trẻ con. Thiên Chúa là đấng phép tắc vô cùng, chỉ phán một lời liền có đất trời. Trời có nhiều lớp, nhiều tầng. Đất có đông, tây, nam, bắc. Có sông suối chảy, có núi cao vời vợi. Chung quanh đất có biển mênh mông. Khi lên, khi xuống. Trên đất có lửa, có khí. Trên trời, mặt trăng và các ngôi sao. Luôn xoay vần, soi sáng thế gian. Mặt trời, mặt trăng thay đổi nhau soi sáng, nên có ngày, có đêm, có năm, có tháng, có tứ thời bát tiết, có nắng mưa để cày cấy và gặt hái. Trên mặt đất có nhiều gió thay đổi nhau mà thổi tư bề. Đất cứ theo mùa sinh ra lúa thóc, hoa quả, các giống thảo mộc nuôi loài người và muôn thú trên trần gian. Những điều ấy còn mãi chẳng thay đổi bao giờ. Đời trước thế nào, đời sau vẫn vậy. Trời đất chẳng khác gì chiếc đồng hồ, nó chạy luôn mãi, đã hơn bao triệu năm chẳng sai, chẳng dừng lại bao giờ. Đó là những sự lớn lao, mắt anh em xem thấy được mà trí khôn suy không thấu. Còn những điều người ta làm ra mà sánh cùng những việc ấy thì chẳng khác gì trò trẻ con. Mọi việc Thiên Chúa làm, mọi vật người dựng nên thì lớn lao, cao trọng, khéo léo quá sức loài người tưởng tượng. Nhưng trong các điều ấy, linh hồn người ta là cao trọng nhất, cao trọng hơn trời đất này, vì linh hồn thì thiêng liêng, không hề hư hoại, chẳng hề tiêu tan. Trời đất này sẽ qua đi, sẽ đến ngày thế mạt, nhưng linh hồn sẽ còn mãi vô tận. Thiên Chúa yêu quý linh hồn anh chị em, đến nỗi người ngự ở nơi ấy, và thích ở đấy hơn ngai tòa của người trên thiên đàng. Một lần kia, Chúa Giê-xu cho thánh nữ Catharina thấy, linh hồn ấy quý đẹp, sáng láng tốt lành quá sức, nên than thở với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Trời con, Chúa dạy con phải tin có một Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu như con không tin điều ấy, thì khi xem thấy linh hồn này đẹp đẽ sáng láng dường ấy, con tưởng có hai Đức Chúa Trời. Anh chị em muốn biết linh hồn mình cao quý thế nào, cứ suy điều này. Giống gì, vật gì đều có giá trị riêng. Giống quý trọng thì đắt và hiếm, còn giống nào, vật nào tầm thường thì nhiều và rẻ. Lúc ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên linh hồn người ta sáng láng tốt lành. Nhưng bởi tổ tông đã phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, nên linh hồn người ta ra hoen ố, hướng chiều về điều xấu và lệ thuộc quyền năng của ma quỷ.
Chúa Giêsu vì thương linh hồn người ta bị hủy diệt đời đời, nên đã chịu chết mà cứu chuộc chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ xem, Chúa Giêsu lấy gì mà cứu chuộc linh hồn người ta? Thì anh chị em sẽ thấy linh hồn quý giá dường nào. Chúa Giêsu không dùng của cải vàng bạc để cứu chuộc linh hồn anh chị em đâu. Vì một linh hồn còn quý trọng hơn cả thế gian, huống chi linh hồn của hết mọi người trên thế gian này, Chúa Giêsu đã đổ hết máu mình mà chuộc lấy linh hồn anh chị em. Anh chị em hãy suy điều ấy thì biết, linh hồn anh chị em quý trọng biết bao. Chúa Giêsu coi linh hồn anh chị em rất quý trọng, nên đã cứu chuộc với giá cao như thế, mà anh chị em không lấy đó làm quý trọng, linh hồn anh chị em hay sao? Không những anh chị em không coi linh hồn mình làm trọng, mà nhiều người còn coi thường nó lắm. Dù xác thịt thấp kém là cát bụi, nhưng có nhiều người coi xác thịt trọng hơn linh hồn mình. Họ sẵn sàng chiều theo xác thịt mà để linh hồn mình ra hư mất. Có nhiều người cả đời lo cho xác thịt được khỏe mạnh, no đủ, sung sướng, mà để linh hồn đói khát, chẳng hề lo đến linh hồn mình bao giờ. Than ôi, biết bao người vì tham lam của cải và vui thú đời này mà mất linh hồn đời đời. Linh hồn anh chị em cao trọng lắm, nên anh chị em phải gìn giữ linh hồn cho thanh sạch. Và chỉ người giữ linh hồn thanh sạch mới làm đẹp lòng Chúa. Xưa các thánh đã bỏ thế gian lên rừng, hãm mình, ăn chay, phạt xác để giữ linh hồn sạch tội. Người nào càng giữ linh hồn mình sạch tội bao nhiêu, thì trên thiên đàng càng ngồi tòa cao gần ngai Thiên Chúa bấy nhiêu. Những người giữ được linh hồn mình thanh sạch, họ xin điều gì cùng Chúa sẽ được nhận lời. Anh chị em hãy suy hạnh Thánh Mauro, học trò Thánh Benedicto. Một lần Thánh Mauro đem cơm đến cho Thánh Benedicto và các thầy dòng đang làm ngoài đồng. Thầy gặp một con rắn lớn và độc lắm, liền bắt bỏ vào vạt áo của mình. Con rắn nằm yên trong vạt áo thầy, không phản kháng gì. Khi đến nơi, thầy mở vạt áo ra cho Thánh Benedicto và các thầy dòng xem và nói: Thưa cha, khi đi đường, con nhặt được con rắn này. Lúc ấy, rắn phùng mang, phun phì phì, muốn mổ người này người kia. Thánh Benedicto bảo thầy Mauro: Con hãy đem nó trả về chỗ cũ. Thầy Mauro vâng theo. Khi thầy đi rồi, Thánh Benedicto nói: Xưa ông A-dông chưa phạm tội, được quyền cai trị môn thú dữ, bảo sao chúng cũng nghe, không hề làm hại gì. Nhưng khi A-dông phạm tội, thì mất quyền ấy vì đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, nên muôn thú dữ cũng phản nghịch con người. Vậy con rắn kia hiền lành, không mổ thầy Mauro, vì thầy giữ mình thanh sạch. Từ lúc rửa tội cho đến nay, tâm hồn thầy như A-dông khi chưa phạm tội. Ai muốn giữ mình sạch tội, thì phải làm ba điều này. Thứ nhất, luôn nhớ mình hiện diện trước mặt Chúa. Thứ hai, phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Thứ ba, phải năng xưng tội, chịu lễ. Bài giảng thứ ba: Bằng lòng chịu mọi sự khó khăn ở đời này. Cha Gioan hay giảng về sự thương khó của Chúa Giêsu. Cha giảng rõ ràng, sốt sắng, ai nghe cũng xúc động
chảy nước mắt, như họ được xem thấy Chúa Giê-xu chịu thương khó ngay trước mắt mình. Sau khi giảng về sự thương khó Chúa, cha giảng về các thánh tử đạo và kể nhiều câu chuyện của các thánh ấy, khi các ngài bằng lòng chịu mọi sự đau đớn khốn khó. Câu chuyện sau đây thường được cha kể lại vì chính mắt cha xem thấy. Cách đó một ít năm, trong một xứ gần đấy, có một thanh niên 17 tuổi, ốm đau hoài, trong mình bứt rứt không yên. Cha đến thăm và ban các bí tích cho anh, và hỏi anh rằng, con ơi, con có đau lắm không? Người thanh niên thưa lại, thưa cha có, nhưng không đau lắm, vì những sự đau đớn con chịu hôm qua đã qua rồi, mà những đau đớn con chịu ngày hôm nay cũng sẽ qua đi. Đời này chóng qua lắm, nên những sự đau đớn cũng chóng qua thôi cha ạ. Con suy nghĩ điều ấy thì thấy rất an ủi, và sự đau đớn của con trở nên nhẹ nhàng. Cha Gioan hỏi tiếp, con có ước ao khỏi bệnh không? Người thanh niên thưa lại, thưa cha, con không ước ao khỏi bệnh, vì khi con khỏe, con xấu nết và tội lỗi lắm. Nếu như con khỏi bệnh, có khi con lại xấu nết và tội lỗi hơn trước. Con sợ điều ấy, nên sẵn lòng chịu đau đớn, bệnh tật suốt đời. Người thanh niên ấy coi việc đau đớn, bệnh tật có ích hơn sự khỏe mạnh, vì được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết việc nào có ích cho mình hơn. Có người yêu chuộng sự khỏe mạnh phần xác và kinh sợ sự đau đớn bệnh tật, vì người ấy không có ơn Chúa soi sáng. Họ không phân biệt được tốt xấu lành dữ. Khi Chúa cho chúng ta phải chịu sự khốn khó, thì chúng ta thường phàn nàn, kêu trách và ngã lòng. Chúng ta sợ những gì trái với ý muốn, và luôn luôn muốn được vừa ý, được bằng ý luôn mãi, không muốn khốn khó. Vì chúng ta không biết thánh giá là đường lên thiên đàng. Chúng ta phải tin rằng những tai vạ và mọi sự khốn khó là bậc thang đưa chúng ta lên thiên đàng. Hơn nữa, những sự khốn khó ấy đều chóng qua. Thánh giá là bậc thang dùng để lên thiên đàng. Người nào sẵn lòng chịu khó vì Chúa Giê-xu thì thật có phúc. Lúc xét mình, ban tối hãy suy nghĩ. Hôm nay, tôi có được nên giống Chúa Giê-xu không? Nếu vác thánh giá với người được 2-3 giờ, tôi nên vui mừng trong lòng vì lập được công phúc cho đời sau, và đến giờ chết sẽ được yên ủi biết là giường nào. Dù muốn hay không, ai cũng phải chịu đau khổ ở đời này. Có người chịu khổ, chịu đau đớn như người trộm lành. Lại có người chịu đau đớn, khốn cực như người trộm dữ. Cả hai cùng chịu một đau khổ như nhau. Nhưng người trộm lành sẵn lòng chịu đau khổ để đền tội mình, nên được nghe lời Chúa Giê-xu bảo, ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với ta. Còn người trộm dữ miễn cưỡng chịu và kêu trách, nói lời phạm thượng với Chúa Giê-xu nên phải chết khốn nạn, mất linh hồn. Có hai cách chịu đau khổ, một là sẵn lòng chịu vì kính mến Chúa, hai là miễn cưỡng chịu không vì lòng yêu mến Chúa. Các thánh thường sẵn lòng chịu đau khổ vì các ngài yêu mến Chúa nhiều. Phần chúng ta khi gặp đau khổ thì giận dữ kêu than, vì chúng ta không có lòng yêu mến Chúa. Nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, tức khắc chúng ta sẽ ước ao chịu đau khổ vì Chúa để thông phần đau khổ với người. Khi chúng ta gặp phải sự khốn khó thì đừng kêu trách, vì nếu chúng ta bằng lòng chấp nhận, chúng ta sẽ được công phúc và phần thưởng lớn. Không như những người ngoại đạo,
họ không biết Chúa. Họ chịu nhiều đau khổ như chúng ta, và nhiều khi khốn khó hơn chúng ta nữa. Nhưng uổng công vô ích, không mong được công phúc phần thưởng gì ở đời sau cả. Hoặc chúng ta nghĩ chịu đau khổ mãi thì khổ lắm. Không phải như vậy. Vì đối với người yêu mến Thiên Chúa thì sự khốn khó đối với họ trở nên êm ái nhẹ nhàng. Bình thường khi mới gặp khốn khó, ai cũng thấy nặng nề khó chịu. Nhưng khi đã cố gắng gánh chịu một ít, nếu có lòng mến Chúa thì sự khốn khó sẽ trở nên nhẹ nhàng, êm vui. Vì chúng ta quá khiếp sợ đau khổ nên chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khổ rồi. Càng sợ đau khổ, có trốn tránh đau khổ cũng chẳng được. Vì dù có làm cách nào đi nữa, chúng ta cũng chẳng thoát được đau khổ. Chúng ta đừng quá sợ đau khổ, nhưng phải sẵn lòng chịu đau khổ và coi đó như bậc thang đưa chúng ta lên thiên đàng. Người thế gian sợ hãi và trốn tránh đau khổ hết sức, nhưng càng tránh họ càng phải gặp khốn khó nhiều hơn. Phần chúng ta đừng sợ, đừng tránh đau khổ. Hãy ước ao đón nhận như Thánh Andre Tông Đồ. Khi thấy thánh giá mà quân lính chuẩn bị dành cho mình, Ngài vui mừng kêu lên. Ôi thánh giá tốt lành! Ôi thánh giá đáng mến! Xin thánh giá cứu lấy tôi khỏi tay người thù và đem tôi lên cùng Chúa là đấng đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi. Chúng ta hãy ghi tạc điều này trong lòng. Đó là người nào không sợ, không trốn tránh đau khổ, mà ước ao đón nhận đau khổ, thì chẳng mấy khi gặp khốn khó. Nếu có lúc phải chịu đau khổ mà vui mừng sẵn lòng chịu, không phàn nàn kêu trách, thì sẽ đạt được nhiều ích lợi bởi sự đau khổ. Vì những đau khổ đời này giúp chúng ta chừa bỏ tội lỗi, chê chán những thú vui giả tạo ở đời, trở nên giống Chúa Giê-xu và hiệp nhất với người. Sự khốn khó như tiền để mua nước thiên đàng. Chúng ta hãy noi gương các thánh từ xưa đến nay. Các ngài luôn yêu mến thánh giá và ước ao chịu đau khổ. Khi không có đau khổ thì các ngài phàn nàn, cố gắng làm các việc lành khác như ăn chay, hãm mình, phạt xác để bù lại. Xưa có một thầy dòng chịu nhiều đau khổ và than thở với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, con có làm gì đâu mà sao người ta ghen ghét và bắt bớ con? Bấy giờ Chúa Giê-xu hiện đến và phán: Xưa cha có tội gì đâu mà dân Do Thái đóng đinh cha vào thập giá trên núi Ca-va-ri-ô? Thầy dòng nghe lời ấy thì xấu hổ cúi đầu ăn năn, xin sẵn lòng chịu mọi sự khốn khó, không dám phàn nàn, kêu trách nữa. Người theo thói thế gian và người theo Chúa Giê-xu khác nhau ở điều này. Đó là người theo thói thế gian, khi gặp phải đau khổ thì phàn nàn kêu trách. Còn người theo Chúa, càng chịu nhiều đau khổ, càng vui mừng tạ ơn Chúa. Người lành gặp sự khốn khó thì vui mừng như cá gặp nước. Lẽ ra chúng ta phải ao ước chịu đau khổ như là người hà tiện khao khát tiền bạc mới phải. Vì đến ngày phán xét, chỉ có những người đã chịu đau khổ cách vững vàng mới không sợ sự công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu muốn chúng ta luôn nhớ đến thánh giá và luôn nhìn xem thánh giá để biết rằng người phải chịu nhiều đau khổ và đã chịu chết cho chúng ta. Vì vậy, người Kitô hữu quen đeo thánh giá trên cổ, treo thánh giá trong nhà, dựng thánh giá ở đầu làng, trên nóc nhà thờ hay trên mộ bia. Người nào muốn làm giàu, nhiều của cải thì phải chịu khó làm ăn, cày cấy buôn bán. Cũng vậy, người nào
muốn được rỗi linh hồn, phải vui lòng chịu sự khốn khó. Chúa Giê-xu thương ai thì gửi thánh giá đến cho người đó. Xưa Chúa thương ông Simon, muốn ông được rỗi linh hồn thì để ông vác thánh giá đỡ cho người. Sự khốn khó đời này giống như cầu sắt hay cầu đá. Người đi trên cầu sắt hay cầu đá không sợ ngã xuống nước và chết đuối. Cũng vậy, người nào chịu sự gian nan khốn khó ở đời này cho trọn, chắc chắn được lên thiên đàng. Người nào đi qua cầu tre, cầu nứa thì dễ bị nguy hiểm, ngã xuống nước chết đuối. Bởi vậy, người nào không chịu sự khốn khó ở đời này, hay chịu một cách bất mãn, là liều mình mất linh hồn xa hỏa ngục. Những người không muốn chịu đau khổ thật khó dỗi linh hồn. Mà nếu người ấy có được lên thiên đàng, thì cũng phải ở bậc thấp nhất, nghĩa là xa Chúa và được ít vinh quang. Còn người chịu nhiều đau khổ sẽ được ở bậc trên, nghĩa là được ở gần Chúa và được vinh quang sáng láng như mặt trời. Sự khốn khó đời này ví như giấm, mà bản chất của giấm là chua. Nhưng khi được pha nhiều dầu vào thì làm giấm bớt chua đi. Chúa pha nhiều dầu vào giấm, đó là người luôn yên ủi và thêm sức cho người sẵn lòng chịu đau khổ vì yêu mến Chúa. Nên người ấy không thấy sự đau khổ là nặng nề, khó chịu bao nhiêu. Khi chúng ta được bằng yên, không phải đau khổ nên thường khô khan, chia chí về những của cải đời này. Còn khi gặp đau khổ thì dễ sốt sắng, dễ chê bỏ những của cải đời này. Không phải Thiên Chúa chỉ thương yêu và yên ủi những người đã chịu nhiều đau khổ lúc còn sống, mà đến khi gần chết, người còn yên ủi và cho người ấy được chết êm ái nhẹ nhàng. Đời gian lao con dân ngài, bao vất vả nặng trên tấm vai, vì tương lai con miệt mài, chẳng ngại chi sương gió chẳng ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn rũ liễu, rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quanh hiu. Xin dâng lên ngài cho cả cuộc đời con nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tha hương chim xa bầy, lạc giữa trời mỏi rơi cánh bay, vì chia ly không sum vầy, để người thân đưa tiếng sầu lây. Vì chia ly gây u hoài, nên mắt lệ sầu dương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày, như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên ngài cho cả cuộc đời con nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác Chúa mãi là sức mạnh đời con.
khi buồn, con sẽ hằng cậy trông Chúa thôi. Vì khi trời rơi u buồn là niềm vui đang chớm nở tươi, và con đây luôn trung thành dù tất cả thật là mong manh. Nhìn xem muôn ơn cha lành, con thấy đời mãi còn màu xanh. Xin dâng lên Ngài cho cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn bụi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên Ngài cho cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Cha Gioan giảng dạy cho người lớn. Tuy linh mục phải làm nhiều việc, nhưng có hai việc nặng nhọc và khó khăn hơn các việc khác là giải tội và giảng. Ban giáo sư truyền thần học đã dạy kỹ càng cho chúng sinh biết cách giải tội. Còn về kiểu cách giảng thì chỉ dạy tóm tắt, đại khái. Sau khi chịu chức, người linh mục phải tự học lấy kiểu cách giảng. Các cha giảng hùng biện xưa nay, trước là do Chúa ban ơn riêng, sau là do chịu khó học hành, soạn bài và giảng lâu ngày, lâu năm. Linh mục nào muốn giảng hay và làm cho người ta sẵn lòng nghe, cũng như sinh ích lợi cho tâm hồn họ, trước hết phải có nhân đức thật sự. Hai là phải xem nhiều sách, biết nhiều lý lẽ và chịu khó soạn bài giảng lâu năm. Đầu tiên, người linh mục phải có nhân đức thật và làm gương sáng. Vị linh mục phải có tiếng tốt và danh giá thì mới giảng như người có quyền, và giáo dân mới sẵn lòng nghe và giữ các điều cha giảng. Nếu linh mục mắc tính mê nết xấu nào, hay trong cách ăn ở và việc lành có điều gì đáng trách, thì lời linh mục đó giảng không sinh ích lợi cho người ta bao nhiêu. Người ta thấy việc cha làm, cách ăn ở không đi đôi với lời cha giảng, nên không ai vâng lời mà còn trách thầm. Hỏi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Kế đó, vị linh mục muốn giảng dạy phải chịu khó học hành, xem sách và dọn bài giảng lâu năm. Vị linh mục phải thông thạo luân lý thần học, năng đọc, suy niệm thánh kinh, đọc hạnh các thánh và các bài giảng của các thánh hay những nhà hùng biện trong giáo hội, rồi phải viết bài giảng từ đầu đến cuối, phải học thuộc lòng rồi mới nên giảng. Có linh mục chỉ xem qua bài giảng của người khác soạn rồi ra giảng, điều đó không đủ. Phải tự mình dọn bài, viết ra giấy, học thuộc lòng thì mới giảng sốt sáng và đem lại lợi ích cho người nghe. Khi linh mục đã chịu khó dọn bài khoảng 8 hoặc 9 năm thì không cần viết cả bài ra giấy nữa, mà chỉ chuẩn bị trong trí và viết ra những điểm chính là đủ. Tuy nhiên, không nên giảng theo kiểu bốc đồng, không dọn bài chút nào. Ngày xưa có nhiều vị thông thái đã
đã bỏ nhiều công để dọn bài giảng, nên các đấng ấy đem lại nhiều ích lợi cho phần hồn người ta. Vì có lời các thánh nói, linh mục nào càng chịu khó dọn bài bao nhiêu, càng làm ích cho người ta bấy nhiêu. Thánh Louis dòng Đa Minh, người nước Tây Ban Nha, là nhà hùng biện đã viết nhiều sách, nhiều bài giảng, nói rằng trong các việc của chức linh mục, việc giảng dạy là việc khó lòng và nặng nề nhất. Linh mục nào dám làm việc ấy khi chưa chịu khó học hành, xem sách và dọn bài lâu năm mà chỉ mượn, chỉ dùng bài của người khác hay dọn qua loa, thì bài giảng khô khan, không đem lại lợi ích cho người ta. Chẳng khuyên ai bỏ đàng tội lỗi mà trở lại được. Đến ngày phán xét, người ấy phải chịu phán xét rất nặng, vì có lời chép rằng, khốn cho người làm việc của Thiên Chúa cách cầu thả. Cha Gioan có cả hai điều kể trên. Cha có một nhân đức họa hiếm. Cha lại chịu khó học hành, xem sách, dọn bài giảng lâu năm, nên cha giảng rất hay, sốt sắng và nổi tiếng khắp nơi. Những người ở châu Âu, châu Mỹ và những bậc thông thái và hùng biện phải đi đường xa vạn dặm đến xứ Ars để được nghe cha Gioan giảng. Cha Gioan có một nhân đức phi thường, danh tiếng ấy vang dội khắp mọi nơi thiên hạ. Ở đâu người ta cũng khen và coi cha như vị thánh sống. Những người đến xứ A thấy cha gầy guộc xanh xao, chỉ còn da bọc xương. Đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ sốt sắng như thiên thần. Ngồi tòa giải tội một ngày 16-17 giờ. Ăn một ngày 2-3 củ khoai. Uống nước lã. Lại thấy cha hiền lành, khiêm nhường, hòa nhã, vui vẻ, thương xót mọi người, nhất là người hèn hạ, khốn khó. Vì tin cha là người nhân đức, nên người ta sẵn lòng nghe và tôn giữ những điều cha giảng dạy. Sở dĩ cha Gioan chịu khó học hành, xem sách, dọn bài giảng hơn 10 năm, vì cha coi việc giảng dạy là việc quan trọng, nên ngài cần cù, chịu khó, dọn bài giảng rất công phu. Cha không như những người coi thường việc giảng hoặc tự bào chữa rằng: con chiên của tôi dốt nát, không biết chữ nghĩa, thì tôi khó nhọc soạn bài giảng kỹ để làm gì, giảng thế nào cũng xong. Cha Gioan giảng bài này xong, đã chuẩn bị bài giảng khác ngay. Cha dọn xong rồi thì học thuộc lòng, tập giảng một mình trong phòng áo trước, rồi mới giảng cho bổn đạo ở ngoài nhà thờ. Dù cha Gioan thấy việc dọn bài giảng là nặng nề và khó nhọc, nhưng cha đã chịu khó đủ 10 năm. Vì cha khó nhọc dọn bài giảng lâu năm và được Chúa ban ơn riêng, nên cha giảng thuyết nổi tiếng trong thời ấy. Về sau, cha không phải khó nhọc dọn bài giảng như trước. Nhiều khi cha chỉ dọn trong trí rồi ra giảng. Về cung cách cha Gioan giảng, chúng ta không thể diễn tả ở đây được. Cha giảng có sức thu hút, sốt sắng như người có quyền. Cha vừa bước lên tòa giảng, mọi người đều lắng tai nghe, nín hơi như uống từng lời của cha nói ra, không muốn mất lời nào. Chỉ sau một vài lời giảng, cha như đã nắm được lòng trí của mọi người, để tất cả cùng có một ý chí với cha. Khi cha nói về sự vui vẻ, mọi người đều vui. Khi cha giảng về điều xấu, cha buồn bã, chảy nước mắt. Mọi người cũng buồn và khóc. Khi cha giảng về tội và sự dữ phát sinh bởi tội, ai nấy đều sợ hãi kinh khiếp. Khi cha giảng về lòng nhân từ thương xót của Chúa,
mọi người đều cảm thấy lửa mến Chúa bừng cháy trong tâm hồn. Khi cha giảng về hỏa ngục, mọi người như xem thấy lửa nóng rát và người làm điều ác đang phải khóc lóc nơi ấy. Khi cha giảng về thiên đàng, mọi người khao khát được chết để lên thiên đàng ngay. Có một người khô khan tội lỗi kia, chỉ nghe cha giảng một lúc thôi, thì đã khóc lóc ăn năn trở lại ngay. Thì cha giảng, Thiên Chúa như cho tâm trí người ta trong tay cha. Nên cha muốn thế nào, người ta luôn vâng theo như vậy. Các ngày lễ Chúa Nhật, cha Gioan giảng về phúc âm. Còn hằng ngày, lúc đọc kinh tối, thì cha giảng về nhân đức này, về tội kia, tùy ơn Chúa soi sáng. Trong tháng Đức Mẹ, thì cha giảng về Đức Mẹ. Giọng nói của cha rất nhẹ nhàng, rất thương yêu, không bao giờ quát tháo, hăm dọa. Cha cắt nghĩa những lý lẽ trong đạo một cách minh bạch, phá tan bóng tối tội lỗi, che lấp trí khôn và khơi dậy lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn. Kinh nghiệm các thánh cho biết. Ai muốn giảng hay thì phải kính mến Chúa hết lòng. Người nào yêu mến Chúa thiết tha sẽ trở nên giảng hay. Cha Gioan giảng hay vì cha đã chịu khó xem sách, dọn bài giảng kỹ càng lâu năm. Và giảng mỗi ngày, và nhất là cha có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Những linh mục nào coi thường việc giảng, chỉ soạn bài giảng qua loa hay chẳng dọn chút nào, và từ khi chịu chức đến giờ chẳng hề viết xuống giấy, chỉ giảng lời mình mà không giảng lời Thiên Chúa, thì phải đấm ngực ăn năn vì đã coi thường việc giảng từ lâu, nên nhiều người có tội không ăn năn trở lại. Nhiều người khô khan không nên sốt sắng. Đến tòa phán xét, các linh mục đó phải trả lời về hành động cầu thả ấy trước mặt Chúa. Phần 4. Cha Gioan Vianney chữa bệnh phần xác phần hồn. Cha Gioan làm phép lạ chữa bệnh phần xác. Phép lạ là việc quá sức tự nhiên, con người không làm được. Khi Chúa Giêsu đi trao giảng, người đã làm nhiều phép lạ chữa lành mọi tật bệnh, cho người chết sống lại để minh chứng người là Thiên Chúa thật. Chúa Giêsu cũng ban quyền phép ấy cho các thánh tông đồ và nhiều vị thánh khác. Trong hạnh các thánh, chúng ta thấy nhiều vị làm được phép lạ như chữa lành tật bệnh, cho người chết sống lại để làm chứng đạo Công giáo là đạo thật để người ta tin. Theo lời Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 dạy rằng, Chúa ban quyền phép ấy cho những vị thánh có nhân đức họa hiếm. Cha Gioan là một trong những người như thế, nên Ngài làm được nhiều phép lạ. Nhưng vì khiêm nhường, nên khi thấy Chúa ban cho mình ơn ấy, Ngài giấu đi, không cho ai biết. Trong hạnh thánh Didasco viết, thánh nhân được Chúa ban cho ơn làm phép lạ chữa người ta phần xác, nhưng vì khiêm nhường không muốn cho ai biết rằng mình được ơn ấy, do đó Ngài bày ra cách này. Thánh nhân rất yêu mến Đức Mẹ nên thường đốt đèn trước tòa Đức Mẹ. Khi có người đến xin chữa bệnh, thánh nhân lấy dầu của đèn ấy bôi lên chỗ đau, bệnh nhân được hết bệnh, và thánh nhân cho rằng việc khỏi bệnh là do Đức Mẹ. Ngài nói, Đức Mẹ chữa anh lành bệnh. Cha Gioan bắt chước Thánh Didasco, vì cha có lòng tôn kính Thánh Philomena cách riêng và đã lập một tòa kính Thánh Nữ trong nhà thờ xứ A. Khi có ai bệnh tật đến xin chữa, có khi
cha làm dấu thánh giá trên mình người đó, và bệnh liền dứt. Có khi, cha bảo họ đến quỳ trước bàn thờ Kinh Thánh Philomena, cầu xin thánh nữ chữa bệnh cho. Ai ai cũng đều tin là chính cha Gioan làm phép lạ chữa bệnh. Nhưng vì khiêm nhường, không muốn cho ai biết điều ấy, nên cha gán cho thánh Philomena. Bà Catharina là người đạo đức thánh thiện, đã coi sóc và dạy dỗ cho các trẻ mồ côi. Bà thấy và ghi chép những việc cha Gioan làm trong những năm cha coi sóc xứ A. Bà nói, cha sợ xứ A làm nhiều phép lạ chữa bệnh phần xác cho người ta, nhưng ngài có ý giấu, không muốn cho ai biết mình làm được những phép lạ ấy. Tôi hiểu ý của cha là chỉ muốn chữa bệnh phần linh hồn hơn là chữa bệnh phần xác. Bà Catharina nói điều ấy rất đúng, vì cha Gioan biết việc chinh yếu Thiên Chúa giao phó cho cha là làm cho người có tội ăn năn trở lại, là chữa bệnh phần hồn. Khi cha thấy người ta đem nhiều người tật bệnh đến, thì cha lo sợ họ làm ngăn trở công việc chính của mình. Nên cha xin thánh Philomena rằng, xin thánh nữ đừng chữa người bệnh ở đây nữa. Nếu thánh nữ muốn chữa bệnh cho họ, thì đợi khi họ về nhà đã. Chính cha Gioan đã nói ra điều ấy. Có một linh mục giúp xứ A không thấy cha làm phép lạ chữa bệnh cho người ta như trước, thì nói với cha như sau. Thưa cha, người ta đồn rằng cha đã yêu cầu thánh Philomena không được làm phép lạ chữa bệnh nữa. Điều đó có thật không? Cha Gioan đáp lại. Thật, tôi thấy người bệnh tật đến làm xôn xao. Tôi không yên lòng để lo việc linh hồn của người ta. Hơn nữa, người ước ao khỏi bệnh phần xác thì nhiều, mà người muốn được khỏi bệnh phần hồn thì ít. Nên tôi cầu xin thánh Philomena đừng chữa bệnh ở đây nữa, mà đợi khi người ấy về nhà đã. Thánh Philomena đã nghe lời tôi cầu xin. Vì thế, có nhiều người đến đây cầu xin thánh nữ chữa bệnh cho mình, nhưng không được khỏi ngay. Lúc người ấy về đến nhà thì mới khỏi hẳn. Cha Gioan làm nhiều phép lạ chữa bệnh lắm. Ở đây chỉ kể ra một vài trường hợp mà thôi. Có một cô gái giúp việc trong viện mồ côi bị bệnh lâu năm. Các bác sĩ đã bó tay, không còn cho thuốc nữa. Cô ấy đã chịu các bí tích sau hết và mê man bất tỉnh. Người ta đọc kinh dọn mình chết lành mà cô ấy không biết gì cả. Đọc kinh vừa xong, người liệt hoàn hồn tỉnh trở lại, mở mắt ra, ngồi dậy nói. Tôi được khỏi bệnh rồi. Bác sĩ xem mạch, thấy người liệt đã khỏi bệnh thì kêu lên. Đúng là phép lạ. Người bệnh vốn đạo đức sốt sắng, chăm sóc và dạy trẻ mồ côi rất giỏi. Cha Gioan thấy cô ấy bệnh nặng sắp chết nên tiếc lắm. Hôm trước ngày bệnh nhân sắp chết, cha Gioan nói với một linh mục kia như sau. Hôm nay tôi buồn và trách thánh Philomena vì ngài không chữa bệnh cho cô giáo ấy. Nếu tôi biết thánh nữ đã bỏ tôi như vậy, thì tôi không lập bàn thờ cho thánh nữ trong nhà thờ họ Ax. Cha chỉ nói có bấy nhiêu thôi, nhưng đó cũng là bằng chứng rằng cha Gioan có cầu xin thánh Philomena nên người liệt mới được khỏi bệnh. Năm 1847, có một linh mục bị lao đến thời kỳ cuối, mọi thuốc thang đều vô hiệu. Ngài đến xứ A xin cha Gioan chữa bệnh cho mình, nhưng cha Gioan từ chối. Cha bảo, ý Chúa muốn cho cha chịu bệnh này cho đến chết. Trên thiên đàng cha sẽ được phần thưởng rất lớn.
Vị linh mục ấy nghe cha Gioan nói vậy thì sẵn lòng vâng theo ý Chúa, chịu bị bệnh cho đến chết, không uống thuốc nữa. Vị linh mục ấy cảm mến nhân đức của cha Gioan nên mua nhà ở xứ A, không về quê nhà nữa. Trong năm ấy, cha Gioan bị bệnh nặng gần chết như đã kể ở trên. Trong những ngày cha Gioan bệnh, vị linh mục ấy tận tình giúp đỡ cha Gioan, không rời nửa bước. Khi cha Gioan khỏi bệnh, ngài nói với vị linh mục ấy rằng: vì cha có lòng thương yêu người ốm đau và coi sóc con khi yếu bệnh, nên Chúa đã chữa cho cha hết bệnh. Cha hãy về quê quán, lập một bàn thờ kính thánh Philomena trong nhà thờ của cha và khuyên bảo mọi người yêu mến thánh nữ. Mọi sự đã xảy ra đúng như lời cha Gioan nói. Vị linh mục khỏi bệnh, về nhà quê, lập một bàn thờ kinh thánh Philomena như lời cha Gioan dạy. Hai vợ chồng nhà kia có một đứa con trai 10 tuổi bị bất toại. Chồng làm lính cảnh sát, vợ ở nhà buôn bán nuôi con. Chẳng may người vợ chết, ông chồng toan bỏ lính ở nhà nuôi con, nhưng không biết phải làm nghề gì khác để kiếm ăn, vì nhà túng bấn lắm. Đang nghĩ ngợi không biết phải làm như thế nào, thì nghe cha xứ A làm nhiều phép lạ chữa bệnh. Ông quyết định bế con đi 2-3 ngày đường, đến xin cha xứ A chữa cho thằng bé khỏi bại liệt. Khi đến thành Lyon, nhiều người khuyên ông nên đem con đến cho bác sĩ chữa, đừng mang đến xứ A vì cha ấy không học y khoa, không biết thuốc. Nhưng người ấy vẫn một lòng tin, cứ bế con đến xứ A, kể hết mọi sự cho cha Gioan và xin cha thương chữa bệnh cho con mình. Cha Gioan thấy hai cha con nghèo túng cực quá thì rất thương mến họ. Ngài làm dấu thánh giá trên con trẻ. Cháu khỏi bệnh tức thì. Một người kia có một đứa con trai què chân và hai tay cong vẹo, không làm gì được. Ông đem con đến xứ A, kêu van cha Gioan thương xót đứa bé. Cha Gioan bảo ông ấy phải xưng tội mới mong con mình được khỏi tật bệnh. Ông ta ngại xưng tội, vì muốn xưng tội chịu lễ thì phải bỏ nghề của mình là diễn viên gánh hát. Nhưng cha Gioan có ơn riêng trong việc khuyên bảo người có tội, nên ông ta vâng lời cha mà thật lòng ăn năn trở lại. Ông xưng tội và chịu lễ sốt sắng lắm. Khi về đến nhà, ông lấy cây đàn của mình ra đập bể và quăng vào bếp. Khi vừa làm xong các việc ấy, con ông được khỏi bệnh. Người ấy thấy vậy vui mừng và thêm lòng kính mến Chúa, quyết tâm giữ đạo cho đến cùng. Có một phụ nữ bị bệnh thương hàn nặng lắm. Sau khi bệnh bớt rồi, nhưng lưỡi sưng to đầy miệng và cứng lưỡi không nói được. Chị chịu như thế 2-3 năm trước khi đến xứ A xin cha Gioan chữa. Cha nói: chị phải làm tuần cửu nhật cầu xin thánh Philomena. Đến ngày cuối tuần cửu nhật, chị xưng tội rước lễ sốt sắng. Đang lúc cảm ơn rước lễ, tự nhiên thấy lưỡi mình xẹp xuống, mềm mại. Chị đọc kinh cảm ơn to tiếng cùng với mọi người. Chị được khỏi bệnh cách lạ lùng. Ở đây, chị kể vài ba phép lạ mà cha Gioan đã làm để minh chứng Chúa ban cho cha ơn chữa lành bệnh tật phần xác. Nếu ghi lại tất cả các phép lạ cha đã làm, thì phải mất vài cuốn sách. Vì trong 30 năm rất đông người tật bệnh đã đến xứ A. Có năm 1.000, có năm 2-3.000 người bệnh tật đến xin cha Gioan chữa. Nếu cha không chữa lành bệnh tật, thì chẳng ai đem người bệnh đến với cha. Những người bệnh đến xứ A, không phải tất cả mọi người đều khỏi cả. Có người khỏi, có người thuyên giảm,
có người không khỏi nhưng được sức mạnh vui lòng chấp nhận, vâng theo thánh ý Chúa. Và hiểu biết rằng những đau khổ, bệnh tật mình phải chịu là để giúp đền tội ở đời này và lập được nhiều công phúc ở đời sau. Cha Gioan thăm viếng, an ủi tất cả những người bệnh tật đã đến xứ A. Ai nghèo, thiếu thốn thì cha giúp tiền bạc và cầu nguyện cho, nhưng cha không hứa chữa lành tật bệnh bao giờ. Có người ở lại xứ A lâu ngày, kêu van cha chữa bệnh cho mình mà cha không chữa. Khi cha thấy người nào đạo đức, bằng lòng chịu đau khổ, thì cha không mấy khi chữa. Vì người sẵn lòng chịu đau khổ thì lập được nhiều công phúc hơn người mạnh khỏe bằng yên. Có một người bị bệnh đau đớn quá sức, chịu hết nổi, kêu xin cha chữa lành hay giảm bớt đau đớn. Nhưng cha bảo, sự sống đời này chóng qua, con hãy chịu khó cho trọn ở thế gian. Trên thiên đàng con sẽ được thanh nhàn vui vẻ đời đời. Với người khác, cha lại nói rằng, con chịu bệnh được thì ít lợi cho con hơn là khi con khỏe mạnh. Do đó, con phải vui lòng chấp nhận. Một thầy dòng mắc bệnh nặng đến xứ A, xin cha Gioan chữa bệnh và ước ao được khỏi bệnh, nên thường kêu nài cha Gioan. Cha Gioan đã không chữa mà lại bảo, thầy phải tuân theo thánh ý Chúa, người đã định cho thầy phải chịu bệnh này cho tới chết. Thầy hãy vui lòng chịu đau khổ, đến giờ chết thầy sẽ được vui mừng vì nhờ chịu đau khổ bệnh tật nên cứu được nhiều linh hồn hơn người mạnh khỏe và đã chu toàn bổn phận mình. Kể ra những phép lạ của cha Gioan Vianney để làm gì? Chính cha Gioan là một phép lạ họa hiếm, lạ lùng hơn tất cả các phép lạ mà cha đã làm trong xứ A hơn 30 năm. Người ở tứ phương thiên hạ đua nhau kêu đến xứ A để nhìn thấy cha Gioan, xem việc làm, cách ăn ở của cha, và để xem cha có nhân đức như người ta đồn đãi hay không. Khi đến nơi, họ thấy cha hiền lành, khiêm nhường, hòa nhã, thương yêu hết mọi người, và nhất là người khốn khó. Lại thấy cha ăn chay, hãm mình, chẳng ăn chẳng ngủ. Cha giảng hấp dẫn và giải tội mỗi ngày 16-17 giờ, khuyên được người có tội ăn năn trở lại, yên ủi người âu lo, chữa lành bệnh tật, thông biết điều kín đáo trong lòng người ta. Cha nói tiên tri, bằng lòng chịu mọi sự sỉ nhục, chê trách, lại quên mình để làm tôi tớ phục vụ cho mọi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, cho là người hiếm có từ trước đến nay, vì đã lâu trong giáo hội không có ai sánh bằng cha Gioan. Cha Gioan chữa bệnh phần hồn. Thánh Thomas dạy, làm cho người dữ dằn trở nên hiền lành và người có tội trở nên thánh là việc quan trọng và khó nhất. Chỉ có ai được ơn Chúa giúp sức mới làm được việc ấy. Cha Gioan có ơn Chúa giúp nên đã làm các việc ấy từ khi cha mới chịu chức linh mục cho đến khi qua đời. Và cha làm việc ấy cách cẩn thận, chu đáo. Vì từ xưa tới nay không có mấy vị thánh làm cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại với Chúa cho bằng cha Gioan. Cha luôn ước ao, mong mỏi người có tội ăn năn trở lại. Cha luôn tìm phương cách để người có tội ăn năn trở lại và sống nhân đức. Cha dùng hết mọi tài năng, sức lực của mình mà làm việc đêm ngày, không tiếc công, chẳng quản khó nhọc. Cha luôn nhắc nhở, chúng ta hãy cầu nguyện
cho người có tội ăn năn trở lại. Vì người lành, người nhân đức được hưởng nước thiên đàng. Các linh hồn nơi luyện ngục sớm muộn cũng sẽ lên thiên đàng. Còn người tội lỗi sẽ xa hỏa ngục, nên chúng ta phải siêng năng cầu nguyện cho họ được ăn năn trở lại. Nếu chúng ta siêng năng cầu nguyện cho họ, chúng ta sẽ cứu được nhiều linh hồn không kể xiết. Các việc lành phúc đức chúng ta làm với ý ngay lành thì đẹp lòng Chúa lắm và xin công phúc cho mình. Nhưng chẳng có mấy việc tốt lành làm sáng danh Chúa và làm ích cho người ta bằng lời cầu nguyện cho người có tội. Chính cha Gioan làm gương trong việc cầu nguyện cho người có tội và lúc nào cũng thúc giục mọi người. Nên người có tội ở khắp tứ phương thiên hạ kêu đến A quanh năm. Có một người đạo đức quê ở xứ A đã chứng kiến và ghi chép các việc cha làm. Ông nói, cha luôn cầu nguyện đêm ngày cho người có tội, nên như có ơn Chúa bắt ép người có tội phải tìm đến cha. Bình thường thì chủ chiên phải đi tìm con chiên lạc để đem về nẻo chính đường ngay. Nhưng cha Gioan không phải đi tìm ở đâu hết. Chính Chúa soi trí mở lòng cho họ tìm đến với cha, vì cha luôn cầu nguyện cho người có tội. Cha luôn lo liệu cho người có tội được ăn năn trở lại. Ngài luôn khao khát cho họ ăn năn, đến nỗi chính Ngài có lần nói, lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, con không muốn lên thiên đàng bây giờ. Con xin ở lại thế gian này cho đến tận thế, để giúp người có tội được ăn năn trở lại. Cha luôn tạ ơn Chúa vì đã thương yêu tuyển chọn cha để lo liệu cho người có tội ăn năn trở lại. Cha làm việc ấy hết sức tận tụy, không ngại khó nhọc. Không những cha không kiêu hãnh mà lại lấy việc ấy để hạ mình xuống. Cha nói, Thiên Chúa vẫn dùng những người yếu đuối thấp hèn để làm những việc người đã định. Thiên Chúa dùng tôi để cứu lấy linh hồn người có tội, vì tôi hèn mạt, dốt nát hơn các linh mục khác. Nếu Chúa tìm được linh mục nào kém tài và dốt nát hơn tôi, thì người đã chọn người ấy, chẳng chọn tôi đâu. Nhưng vì không có linh mục hèn hạ dốt nát như tôi, nên người đã chọn tôi. Không ai có thể tính hết số người có tội mà cha Gioan đã cứu được. 2 năm trước khi qua đời, cha nói với một linh mục nọ, không ai có thể biết bao nhiêu người có tội đã ăn năn trở lại ở xứ Ác này. Chỉ tới ngày phán xét thiên hạ mới biết được điều đó. Có ngày nhiều, có ngày ít. Mỗi ngày cha giải tội hơn kém 100 người. Vậy mỗi năm cha giải tội được 36.500 người. Và cha giải tội hơn 30 năm. Như thế, cha cứu được nhiều người có tội biết chừng nào. Chưa có linh mục nào giải tội nhiều bằng cha Gioan. Có đủ mọi hạng người tìm đến với cha Gioan. Có người ngay lành, có ý xưng tội và thật lòng ăn năn trở lại cùng Chúa. Vì nghe tiếng cha Gioan nhân đức, có lòng thương yêu người có tội nên tự ý tìm đến xưng tội. Cha không phải khó nhọc, không tốn công khuyên bảo những người như thế. Vì cha thấy họ xưng tội cách khiêm nhường và ăn năn thống hối tội mình. Cha rất thương họ và lấy lời hiền lành, sốt sắng mà an ủi khuyên bảo. Nhiều khi cha khóc lóc với họ rồi ban phép xóa giải. Người nào xưng xong và nghe lời cha khuyên bảo rồi thì vui mừng, nhẹ nhàng. Có một người khi xưng tội xong, thấy lòng mình mừng rỡ hân hoan nên nói với cha. Thưa cha, con xưng tội với cha xong, tâm hồn con vui mừng quá. Nếu như có ai cho con 1.000 quan, con cũng không vui bằng.
Khi cha thấy người xưng tội không tỏ vẻ ăn năn, cha khuyên bảo thiết tha sốt sáng, làm cho tâm hồn những người ấy xúc động. Nhiều khi cha vừa khuyên vừa khóc. Hôm đó, cha Gioan giải tội cho một người khô khan. Cha không thấy ông ấy tỏ vẻ gì ăn năn, lòng cứ trơ như đá, nên động lòng thương cha bật khóc. Ông thấy cha khóc, ngạc nhiên nên hỏi. Thưa cha, sao cha khóc? Cha Gioan đáp. Cha khóc vì thấy con tội lỗi nhiều quá, mà chẳng ăn năn, chẳng khóc. Ông ấy thấy cha nói thế thì xúc động, ăn năn trở lại. Những tín hữu bình thường và đạo đức không có ngăn trở, không có điều gì đau khổ phần hồn, phật xác. Không có việc gì riêng thì không mấy khi cha Gioan giải tội cho những người ấy. Một phần vì cha vội, phần vì không có gì cần nên cha bảo họ đi xưng tội với một linh mục khác. Có một người đến xứ A không có ý xưng tội, không có lòng ăn năn trở lại. Ông ấy chỉ đến để chiều lòng vợ con thôi. Vì người vợ nghĩ, hay chồng mình khô khan, không đọc kinh cầu nguyện, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm. Cha Gioan có ơn riêng, Chúa ban, có tài khuyên nhủ người có tội cứng lòng, nên phải rủ chồng mình đến xứ A. May ra, anh ấy ăn năn trở lại. Hoặc có người nghe tiếng cha Gioan có tài chữa được mọi bệnh tật thì hồ nghi không tin, nên đến xứ A để xem cho biết thực hư thế nào. Sau hết, có nhiều người xấu nết ghét đạo, ghét các linh mục nên nói liều. Cha xứ A chẳng làm được phép lạ, chẳng qua cha chỉ dùng xảo thuật để điệp dân quê. Nên họ đến để bắt lỗi cha. Nhưng khi đến nơi, không những không bắt được cha Gioan lỗi gì, mà lại bị cha Gioan bắt được. Nghĩa là cha lo cho họ được ăn năn trở lại cùng Chúa. Khi những người ấy vào nhà thờ xứ A, nhìn thấy dung mạo và toàn thân cha Gioan như toát ra hương thơm thánh thiện, nên họ đổi ý thay lòng, biết thật là cha chẳng làm phù phép hay mưu trước gì lừa ai. Họ hỏi thăm các điều về cha, biết các việc cha làm, cách cha ăn ở, nhìn cha dâng lễ, nghe cha giảng, cùng thấy mọi người đón rước cha, từ nhà ra nhà thờ và từ nhà thờ về nhà. Thấy cha khiêm nhường hiền lành, hòa nhã, yên ủi thương xót mọi người, họ lấy làm lạ và vui thích muốn ở lại lâu. Mới đầu họ tưởng chỉ lưu lại 1-2 ngày, nhưng sau ở lại 4-5 ngày, có khi cả tuần lễ. Khi thấy mọi người tranh nhau xưng tội với cha Gioan, họ cũng bắt chước mà xưng tội với cha. Khi đã xưng tội và ăn năn trở lại với Chúa, trở về nhà họ mừng rỡ vui vẻ kể cho mọi người nghe những gì mình xem thấy và hết lời ngợi khen nhân đức cha xứ A. Cha Gioan đã giải tội lâu năm, giải tội cho đủ mọi hạng người nên ngài từng trải lắm. Cha thấu suốt lòng người, biết người ta hay phạm những tội lỗi gì và nết xấu nào. Người ta nói ít, cha hiểu nhiều. Chẳng cần phải hỏi lại, nên cha giải tội mau và nhiều người. Hơn nữa, Chúa đã ban cho cha Gioan ơn mà người đã ban cho Thánh Vicente khi xưa. Khi trông thấy ai thì đã biết mọi sự bí mật trong lòng người ấy. Nhìn người nào, chúng ta chỉ biết hình dáng, mặt mũi người ấy thôi. Nhưng cha Gioan còn biết cả mọi sự trong lòng người ấy. Cha còn biết linh hồn đó sạch tội hay có tội, được bằng an hay lo lắng bối rối. Không có gì bí ẩn trong tâm hồn mà cha không biết.
thỉnh thoảng, một hai lần trong ngày, cha ở tòa giải tội hay ở phòng áo nhìn ra những người ngồi trong nhà thờ, rồi ra hiệu cho gọi người nọ, người kia vào tòa giải tội. Những người mà cha gọi như thế, thường họ có nhiều việc cần kíp, không đợi được lâu. Hoặc là người tội lỗi và đang gặp đau khổ, buồn phiền. Cha trông thấy và biết người ấy đang gặp đau khổ, đáng thương, nên gọi họ vào tòa giải tội trước. Có người khi xưng tội, quên tội nọ, giấu tội kia vì mắc cỡ. Cha bảo người ấy, con xưng tội chưa hết, còn tội kia con phạm năm ấy, ở nơi đó. Có người cứng lòng, không chịu xưng ra các tội đã phạm, thì cha kể ra trước mặt người ấy những tội trọng mà họ đã phạm từ khi còn bé, khiến người ấy phải thú nhận. Có khi cha chỉ nhìn người ấy một lúc, họ cúi đầu vâng phục cha, không thể cưỡng lại được. Ngày xưa, khi Thánh Phêrô vừa mới chối Chúa xong, thấy Chúa quay nhìn mình, Thánh Phêrô liền ăn năn khóc lóc tội lỗi mình. Chúa cũng ban cho đôi mắt cha Gioan có sức mầu nhiệm, làm cho người có tội động lòng ăn năn trở lại như vậy. Nhiều người tội lỗi cứng lòng, quyết không ăn năn trở lại. Nhưng khi cha Gioan nhìn đến người ấy và họ nhìn cha, ánh mắt đôi bên vừa gặp nhau, thì người ấy đổi ý ngay lập tức và quyết tâm ăn năn trở lại cùng Chúa. Không thể nào kể hết những người có tội mà cha Gioan đã khuyên bảo ăn năn trở lại, cũng như cha đã cứu họ khỏi xa hỏa ngục. Sau đây là một vài tích. Trong những người cha khuyên bảo ăn năn trở lại, có một bà theo Tin Lành, nổi tiếng kiêu ngạo. Bà nghe danh tiếng cha Gioan nên đến xứ A vào dịp lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ. Bà đi thẳng vào nhà thờ, không đọc kinh cầu nguyện, không trông lên bàn thờ. Hai mắt chỉ xem cha dâng lễ và giảng. Đến chiều, người ta thấy bà vào tòa giải tội. Những người xứ A và các miền chung quanh đều biết bà theo Tin Lành và kiêu ngạo, cứng lòng lắm, nên họ để ý xem cha Gioan có khuyên bà ấy ăn năn trở lại được không. Bà ấy vào tòa giải tội một lúc lâu rồi đi ra. Hai ba ngày sau lại thấy bà ấy vào tòa giải tội, nhưng sau đó không thấy bà lên rước lễ. Họ nghi ngờ, không biết bà ấy có bỏ đạo Tin Lành mà ăn năn trở lại không. Sau một tuần lễ, mọi người thấy bà ấy lên rước lễ. Nhờ ơn Chúa soi trí mở lòng, cũng như nhờ cha Gioan khuyên bảo và cầu nguyện, bà ấy đã thay đổi, trở nên khiêm nhường thật. Bà bỏ đạo Tin Lành, tin mọi điều giáo hội dạy và yêu mến Chúa còn hơn các tín hữu cũ nữa. Anh chị em bà và người nhà bà theo đạo Tin Lành, khi thấy bà trở lại đạo Công giáo thì căm ghét bà ấy, nên bà phải bán nhà cửa, ruộng nương ở quê quán, đến mua đất làm nhà ở làng A. Sau đó, bà sống như một người tín hữu ngoan đạo, nêu gương sáng cho mọi người và qua đời trong sự thánh thiện. Một người Pháp tên Mai, nhà vốn đạo gốc, nhưng ông chỉ xưng tội có một lần khi còn bé mà thôi. Một phần là do cơn loạn lạc cấm đạo, một phần bởi cha mẹ chết sớm nên không ai chỉ bảo. Khi trưởng thành, sang nước Ai Cập, ông Mai bỏ Công giáo, theo Do Thái giáo. Khi trở về quê hương, ông bỏ Do Thái giáo mà đi theo Lạc giáo. Ông là người thông minh, trí khôn sắc sảo, nổi tiếng thông thái vào thời ấy. Sau khi theo người bạn cũ đến xứ A, ông được ăn năn trở lại. Ông kể chuyện trở lại của ông như sau. Tôi ở thành phố Lyon đã 8 ngày. Hôm đó tôi lên xe lửa, có ý đến tỉnh kia vì có công việc.
Trên xe lửa, tôi gặp một người bạn cũ rủ tôi đến A. Ông ấy nói, bác cứ đi với tôi đến xứ Ác nhé, vì tôi nghe nói cha xứ ấy là người có nhân đức lạ lùng và làm được nhiều phép lạ. Tôi nói ngay, tôi không tin đạo, cũng không tin ai làm được phép lạ. Ông ấy bảo tôi, anh cứ đến xem thử, không những anh tin đạo mà còn thấy cha xứ làm được phép lạ nữa. Tôi đáp lại, tôi đố cha xứ Ác làm cho tôi tin và trở lại đạo. Nếu cha làm được điều đó, tôi sẽ tin cha làm được phép lạ. Làng Ác nhỏ bé và nghèo nàn chẳng có gì lạ, chẳng có gì hay mà phải xem. Nhưng tôi sẽ đi để ông vui lòng, và xem cha xứ Ác làm phép lạ như thế nào. Đến xứ A, tôi và người bạn cùng trọ một nhà, ở chung một phòng. Sáng sớm, người bạn đánh thức tôi và nói, tôi rất muốn được dự lễ của cha xứ Ác. Anh vui lòng vậy? Tôi đáp, từ khi chịu lễ lần đầu tới giờ, tôi chưa bao giờ dự lễ nữa, và tôi cũng chẳng muốn dự lễ làm gì. Ông bảo làm việc gì khác, tôi sẵn lòng làm ngay, còn việc này thì tôi xin kiếu. Người bạn tôi dỗ dành, nếu anh không muốn dự lễ vì yêu mến Chúa, thì ít ra anh hãy dự lễ để vui lòng tôi, vì tôi ước mong điều này từ lâu lắm. Xin anh hãy đi với tôi sẽ liệu cho anh chỗ đàng hoàng, và tiện thể anh được nhìn thấy cha Gioan rõ ràng. Tôi trả lời, tôi không thèm dự lễ, không thèm xem cha xứ Ác, tôi chỉ đi cho ông vui lòng thôi. Khi tôi vào nhà thờ, người bạn dành cho tôi một ghế, nhìn về hướng phòng áo. Tôi mới ngồi được một lúc thì thấy phòng áo mở ra, và cha Gioan, cha chính xứ mặc áo lễ đi ra nhà thờ dâng lễ. Lúc cha đi ngang qua tôi, cha nhìn tôi, và tôi nhìn cha. Hai ánh mắt vừa chạm nhau. Tôi vội cúi xuống không dám nhìn nữa. Đôi mắt cha như thấu suốt tâm can tôi, nên tôi xấu hổ lấy tay che mặt đi. Suốt giờ lễ, thân xác tôi quỳ yên như tượng các thánh trên bàn thờ, không động đậy một chút nào. Nhưng lòng tôi xôn xao bối rối quá sức, không sao diễn tả được. Khi lễ vừa xong, tôi đứng lên ra về. Lúc đi ngang qua cửa phòng áo, tôi nghe tiếng cha xứ bảo mọi người ngồi trong phòng áo. Xin các ông các bà ra khỏi đây. Vừa nói, cha vừa bước ra, cầm tay tôi, dắt vào phòng áo và đóng cửa lại. Bấy giờ, trong phòng áo, chỉ có một mình tôi và cha Gioan. Cha vẫn nắm tay tôi cách hiền lành thương xót. Còn tôi cứ cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn mặt cha. Được một lúc, tôi thưa với cha. Thưa cha, lòng con xôn xao, bối rối quá sức, như có một gánh nặng đang đè trên con. Bấy giờ, cha lấy lời dịu dàng mà nói với tôi. Con hãy vất gánh đó đi, con hãy bỏ gánh đó lại đây. Hãy quỳ xuống xưng tội. Chúa Giêsu sẽ cất gánh nặng trên mình con. Người sẽ yên ủi và ban bằng an cho con như lời người đã phán. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, vì ta sẽ bổ sức và nâng đỡ cho. Tôi nghe những lời dịu dàng đầy thương xót đó thì bớt bối rối và sợ hãi. Tôi quỳ xuống dưới chân cha, xưng thú hết mọi tội lỗi. Xưng tội xong, tôi thấy nhẹ nhàng, tâm hồn bằng an ngay lập tức. Cha yên ủi tôi và bảo, con hãy tĩnh tâm 9 ngày, xin Thánh Philomena cầu bầu cho con được ăn năn trở lại thật lòng. Lúc xưng tội, tôi không hề khóc. Vậy mà khi
vừa sấp mình xuống trước bàn thờ thánh Philomena, tôi khóc nức nở. Càng khóc bao nhiêu thì tâm hồn tôi càng thanh thản, bình an bấy nhiêu. Ông Mai vâng lời cha Gioan, tĩnh tâm đúng 9 ngày. Sau đó, ông xưng tội và chịu lễ. Ông nói: Từ khi có Chí Khôn đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy bình an và vui sướng như lúc này. Vì ông Mai là người nổi tiếng thông thái, nên khi ông ăn năn trở lại ở xứ A, mọi người đều biết. Sau khi đã ăn năn trở lại, ông trở về quê quán, bỏ hết mọi việc đời, chỉ chuyên lo đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức. Được 2 năm thì ông qua đời bình an. Năm 1852, một họa sĩ rất khô khan tên là Francisco không hề đọc kinh dự lễ, hầu như ông đã bỏ đạo. Một người bạn rủ ông đến xứ A. Người ta đồn cha xứ A giải tội suốt ngày đêm, làm phép lạ chữa các bệnh tật. Chúng ta hãy đi xem có thật không? Francisco nhạo lại bạn mình. Hay anh có ý đi xưng tội chứ gì? Người bạn đáp. Tôi đi xưng tội cũng được, vì tôi vẫn quen xưng nên chẳng ngại gì. Francisco đáp. Anh muốn xưng kệ anh. Khi anh xưng tội, tôi sẽ đi săn. Ngày hôm sau, hai người lên xe đến xứ A. Francisco đem theo súng và chó như chuẩn bị đi săn. Hai ông đến xứ A vào giữa trưa. Lúc ấy, cha Gioan từ nhà thờ về nhà xứ. Hai ông thấy rất đông người quỳ chật hai bên đường đi. Người hôn áo, người hôn tay xin cha chúc lành. Cả hai thấy lạ nên đến gần để xem cho rõ. Cha Gioan ngước nhìn Francisco và con chó, cha nói. Con chó của ông đẹp lắm, phải chi linh hồn của ông cũng đẹp như nó. Cha chỉ nói bấy nhiêu rồi tiếp tục đi và chúc lành cho mọi người. Nhưng lời cha nói chẳng khác gì như gươm sắc đâm qua tâm hồn Francisco. Nghe lời ấy, ông xấu hổ cúi mặt xuống, trong lòng bối rối sợ hãi. Chẳng còn nghĩ gì đến chuyện săn bắn, ăn uống chơi bời nữa. Ông vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Tối hôm ấy, ông vào tòa xưng tội, ăn năn khóc lóc về tội lỗi của mình. Sau khi đã ăn năn trở lại, ông về nhà thu xếp mọi việc, xin vào một dòng tu để đọc kinh cầu nguyện và hãm mình đền tội trong suốt quãng đời còn lại. Sau 36 năm tu dòng, ông qua đời trong sự thánh thiện, năm 1888. Có một người kia cứng lòng, chẳng những không tin, không giữ đạo, mà còn phỉ báng, nói xấu đạo, cho rằng các linh mục chỉ bày vẽ để lừa dối dân quê kiếm tiền. Vợ con anh thì sốt sắng ngoan đạo, anh làm ngơ cho vợ con mình đọc kinh, xưng tội, chịu lễ, vì nghĩ rằng tôn giáo chỉ dành cho đàn bà và trẻ con mà thôi. Còn đàn ông có địa vị, có học thức, mà đọc kinh lần hạt như đàn bà trẻ con thì không hợp lắm, không đáng làm. Khi anh nghe cha Gioan làm phép lạ, chữa lành nhiều người bệnh tật và khuyên bảo được nhiều người ăn năn trở lại, anh cho là cha làm phù phép, có bùa mê hoặc người ta và mưu mánh đánh lừa dân ngu. Năm ấy, vợ anh rủ đến xứ A, anh bằng lòng đi ngay, vì nghĩ là có dịp để nhạo cười những người có đức tin và những người đạo đức. Đến xứ A, anh vào nhà thờ như đi xem hát, không tỏ ra một chút tôn kính nào. Khi thấy nhiều người quỳ chật cả nhà thờ, họ đọc kinh lần hạt sốt sắng, chen nhau vào tòa giải tội. Anh lấy làm khó chịu và khinh dễ những người ngu đần, và càng trách móc cha xứ A là đã lừa dối thiên hạ quá sức.
Đang khi anh đi đi lại lại quan sát mọi việc trong nhà thờ, cha Gioan ở trong tòa giải tội nhìn ra trông thấy anh. Ngài ra dấu gọi anh đến gần và bảo hãy theo cha vào phòng áo. Anh lấy làm lạ, không biết cha có ý gì nhưng vẫn đi theo. Khi vừa vào phòng áo, cha Gioan vừa nói vừa ra dấu bảo anh quỳ xuống xưng tội. Nhưng anh không quỳ, cứ đứng như thế mà nói với cha. Tôi không tin, tôi không xưng tội. Nhưng đôi mắt cha Gioan cứ nhìn chăm chú vào anh, khiến anh phải quỳ xuống. Cha Gioan thấy anh đã vâng lời thì kể cho anh nghe tất cả những tội anh đã phạm, bao nhiêu lần, ở nơi nào. Anh nghe cha kể hết các tội của mình đã phạm cách rõ ràng thì quá bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, ơn Chúa tác động, và vì lời cha Gioan cầu nguyện, anh xưng thú tất cả tội phạm với lòng thông hối, đau đớn và thật sự dốc lòng chừa. Khi anh đã xưng tội và làm các việc đền tội xong, lúc đứng lên ra về, cha Gioan bảo anh phải luôn luôn giữ tâm hồn trong sạch, vì không bao lâu nữa anh sẽ chết. Việc ấy xảy ra đúng như lời cha Gioan đã báo trước. Sau đó một năm, anh bị chết bất ngờ, không kịp lãnh nhận các bí tích sau cùng. Người vợ thấy chồng mình chết bất ưng, sợ rằng chồng mình không được rỗi linh hồn. Nhưng khi gặp cha Gioan, ngài nói: Con hãy yên lòng, chồng con đã được rỗi linh hồn, nhưng đang còn ở luyện ngục. Con hãy chịu khó làm việc lành để cứu linh hồn chồng con mau ra khỏi luyện ngục, chóng về thiên đàng. Những câu chuyện về người ăn năn trở lại nhiều lắm, không kể hết được. Không phải chỉ có nước Pháp thôi, mà các nước khác đều có người trở lại khi đến xứ A. Một linh mục nói: Trong xứ của tôi có hơn 10 người tội lỗi, cứng lòng đã ăn năn trở lại ở xứ ác. Linh mục khác nói: Trong những giáo dân tôi coi sóc, những người đi đến xứ ác đã thấy cha Gioan, nghe cha giảng và xưng tội với cha Gioan, thì ngoan đạo và sốt sắng hơn những giáo dân khác bội phần. Một điều rất lạ là những người mà cha Gioan đã khuyên bảo để ăn năn trở lại, họ giữ được lòng sốt sắng và giữ đạo vững vàng cho đến chết. Không có mấy người tái phạm. Một linh mục kia lại nói: Trong xứ tôi, một người rượu trẻ bé bét đã hơn 30 năm nay không chịu nghe ai khuyên bảo, nhưng khi đến xứ ác, xưng tội với cha Gioan, ông ta ăn năn dốc lòng chưa. Từ lúc ấy cho đến giờ, ông không đụng đến một giọt rượu nào nữa, lại còn trở nên một người đạo đức sốt sắng, xưng tội rước lễ một tháng một lần, làm gương sáng khiến mọi người lấy làm lạ. Những người đến xứ A chỉ cần gặp cha Gioan một lần thì đều cảm mến nhân đức của cha, luôn nhớ đến cha, chỉ muốn đến xứ A để gặp cha. Có nhiều người phải đi xa lắm, vừa tốn thời giờ vừa hao phí tiền bạc để đến xứ A một năm, một hai lần. Điều ấy không có gì lạ, vì người khô khan gặp cha Gioan thì trở nên sốt sắng. Người có tội thì ăn năn trở lại. Người nhân đức thì càng thêm nhân đức hơn. Hết thảy mọi người đều hưởng nhờ ơn ích nơi cha Gioan. Ơn yên ủi và lời cầu xin mạnh thế của cha Gioan. Chẳng những người có tội và người bệnh tật mới chạy đến xứ A xin cha Gioan chữa phần hồn phần xác,
mà cả những người gặp đau buồn, khốn khó cũng đến xin cha yên ủi. Người lo buồn vì thương nhớ cha mẹ, vợ con, anh chị em mình chết. Người bị tai bay vạ gió, tán gia bại sản. Người gặp chồng khó tính, khô khan, cứng lòng hay con cái bất hiếu, say sưa trụy lạc. Người bị chèn ép, ức hiếp. Người sẩy chân lỡ bước, bỏ qua vận may. Người túng cực đói nghèo. Tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, quyền thế hay dân quê đều chạy đến xứ A xin cha Gioan yên ủi, khuyên bảo. Khi nghe kể về những khó khăn họ gặp, cha động lòng thương. Cha vừa cầu xin, vừa khóc, rồi mới yên ủi và khuyên bảo họ. Cha không nói nhiều, chỉ nói một hai lời thôi. Nhưng lời nào của cha cũng như thuốc tốt, chữa bệnh tận gốc, làm giảm bớt sự đau đớn buồn phiền ngay tức khắc, và chữa lành những vết thương đang rỉ máu. Lời cha yên ủi không khác gì dầu của người Samaritano nhân hậu đổ lên trên những vết thương của người bị cướp khi trên đường tới Jericho. Lời cha dạy bảo yên ủi có ơn đặc biệt, có sức mầu nhiệm, vì là lời Chúa soi sáng, chứ không phải lời riêng của cha. Một người đàn bà còn trẻ nhưng đã có 5 đứa con, đứa bé còn nhỏ lắm. Khi thấy mình lâm bệnh sắp chết vì thương đoàn con bơ vơ, bà không muốn rời bỏ chúng và lo buồn sầu não, nuối tiếc sự sống không muốn chết. Nhưng khi cha Gioan đến thăm viếng yên ủi, bà không những sẵn lòng theo thánh ý Chúa mà còn ước ao chết. Bà nói, dù tôi có chết, các con của tôi không bị mồ côi, vì Thiên Chúa là cha nhân từ, sẽ dưỡng nuôi, coi sóc chúng, còn chu đáo hơn tôi bội phần. Có một nhà triệu phú chỉ có một đứa con duy nhất bị mắc bệnh rồi chết. Mẹ đứa trẻ buồn bã khóc lóc, thương tiếc con, còn hơn bà Rasen ngày xưa. Người ta thấy bà lo buồn khóc lóc đêm ngày, chỉ sợ bà ấy sinh bệnh rồi chết, nên họ khuyên bà đến xứ A xin cha Gioan yên ủi. Bà ấy chịu đi. Khi từ xứ A trở về, không những bà bằng lòng theo thánh ý Chúa, mà còn vui mừng tạ ơn Chúa đã cứu con mình khỏi những dịp hiểm nghèo thường gặp ở thế gian này, mà đem lên chốn thanh nhàn vui vẻ đời đời. Một gia đình quý tộc sang trọng kia gồm có 2 vợ chồng và 7 đứa con còn nhỏ. Không may, người vợ chết bất thình lình. Ông chồng buồn sầu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, không muốn nghe ai yên ủi. Trước đây, cha Gioan chưa hề gặp 2 vợ chồng ấy bao giờ. Nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng, cha kể cho người chồng nghe về các nhân đức, các việc lành người vợ đã làm khi còn sống, như giúp đỡ người nghèo, túng cực. Chẳng khác gì như cha Gioan đã quen biết gia đình ấy từ lâu rồi. Cha còn nói, bà ấy đã được lên thiên đàng rồi, và rất mạnh thế trong việc cầu xin giúp đỡ cho các con cái, hơn là khi bà còn ở thế gian. Người chồng nghe thế thì hết lo buồn, ông được yên ủi và vui mừng lắm. Có một người Do Thái tên là Herman. Ông là người rất tài giỏi và giàu có. Ông được Chúa soi sáng nên bỏ đạo Do Thái mà trở lại Kitô giáo. Cha mẹ ông cho điều ấy là điếm nhục gia phong nên giận dữ từ con, truất quyền thừa kế của ông. Nhưng ông Herman không hề tiếc của cải, danh tiếng và những sự sang trọng thế gian. Ông chỉ biết vâng theo ơn Chúa mà giữ đạo vững vàng sốt sáng. Sau này, ông vào dòng Camel, chịu chức linh mục và nổi tiếng là người đạo đức và có tài hùng biện. Đêm ngày, vị tu sĩ ấy luôn cầu xin với Chúa, xin Chúa mở lòng, mở trí cho mẹ mình
bỏ đạo Do Thái để trở lại Kitô giáo. Nhưng bà ấy cứng lòng lắm và đã chết khi chưa trở lại. Thầy Herman được tin mẹ mình chết khi chưa trở lại Kitô giáo nên lo buồn khóc lóc. Thầy đến xứ A kể với cha Gioan việc mình đêm ngày cầu xin cho mẹ trở lại đạo mà không được. Bấy giờ cha Gioan bảo: "Thầy hãy yên lòng, đừng lo buồn khóc nữa, vì Chúa đã nghe lời thầy cầu xin, đã soi sáng cho mẹ thầy ăn năn tội cách trọn trong lúc hấp hối, nên bà ấy đã được rỗi linh hồn." Nghe thế, thầy Herman được yên ủi và vui mừng biết là chừng nào. Có hai anh em ruột thương yêu nhau lắm. Không may người em bị người ta làm hại, khiến anh mất hết cơ nghiệp. Anh buồn bực và phẫn uất nên bỏ gia đình quê hương mà vượt biển sang tân thế giới. Hai năm sau, người anh được tin em mình chết. Anh lo lắng bối rối, không biết khi chết em mình có tha thứ cho những người làm hại mình và có được rỗi linh hồn chăng. Anh đến xứ A trình bày với cha Gioan điều ấy. Cha Gioan hẹn đến sáng mai cha sẽ cho biết. Sáng hôm sau, khi dâng lễ xong, cha bảo người ấy: "Em con đã được rỗi linh hồn, nhưng còn phải giam trong luyện ngục. Con hãy làm việc lành phúc đức để linh hồn em con chóng được lên thiên đàng." Trong những người đến xứ A, nhiều người có tội tìm đến để xưng tội và ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng còn có nhiều người nhân đức, tốt lành, không có gì khốn khó. Họ đến xứ A chỉ để gặp cha Gioan, xem các việc cha làm, cách cha sống, nhất là xin cha cầu nguyện cho mình. Vì mọi người đều biết cha có uy tín trước mặt Chúa, và cha xin gì cũng được, nên ai nấy cũng muốn đến xứ A xin cha cầu nguyện cho mình. Người ta tin như vậy là phải, vì những người nhờ cha cầu xin đều được nhận lời, vì cha luôn luôn cầu nguyện. Cha vốn hâm mộ việc cầu nguyện từ thuở bé. Cha coi sự cầu nguyện là êm ái và vui thích, nên luôn ước ao mình được thư thả để cầu nguyện. Cha thường nói: "Sự cầu nguyện làm cho ta khỏi buồn bã âu sầu và được bằng an trong tâm hồn." Khi nào cha không bận giải tội, giảng giải, khuyên bảo người ta, thì cha cầu nguyện không bỏ phí một giây phút nào. Cha cầu nguyện lúc từ phòng ra nhà thờ, hay ở nhà thờ trở về phòng. Cha cũng cầu nguyện lúc đi đường đưa của ăn đàng cho người hấp hối. Lòng cha luôn tưởng nhớ đến Chúa. Ban đêm, cha ngủ rất ít, có nhiều khi thức suốt đêm. Khi không ngủ được thì cha cầu nguyện. Cha thức dậy lúc nào thì hướng lòng đến Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích thánh thể và tưởng như mình đang quỳ trước bàn thờ, dục lòng kính mến Chúa, hợp với các thiên thần và các thánh mà thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ Chúa hết lòng. Cha hay cầu nguyện trong trí nên không mấy khi đọc ra ngoài miệng. Cha thường nói: "Khi chúng ta ở trước bàn thờ có mình thánh Chúa Giêsu, hãy dục lòng tin người đang ngự trước mặt mình, rồi hãy dùng lòng trí mà thờ lạy, tạ ơn, ngợi khen và yêu mến Chúa, chẳng cần phải nói nhiều lời hay đọc nhiều kinh ngoài miệng." Khi cầu nguyện, cha hay nhờ Đức Mẹ dâng công nghiệp Chúa Giêsu lên Chúa Cha để xin cho người có tội được ăn năn trở lại. Cùng cách cha lúc cầu nguyện rất nghiêm trang, khiêm nhường và sốt sắng. Cha không ra vẻ đạo đức để tỏ ra hơn người khác hay khác người. Cha không thở dài, không đọc kinh lớn tiếng, không bái quỳ sâu hơn mọi người. Những lời cầu nguyện của cha luôn tự phát, làm đẹp lòng Chúa. Nên cha cầu xin điều gì
đều được Thiên Chúa ban cho. Nếu những năm tháng thời thơ ấu, cha đã được Thiên Chúa yêu thương cách riêng, thì những năm sau này, cha càng làm đẹp lòng người và càng xin được nhiều ơn hơn nữa. Do đó, mọi người đều kéo đến xin cha Gioan cầu nguyện cho mình. Có một người mù đến xứ A để xin cha Gioan chữa cho mình. Ông nói với người ta: "Nếu cha xứ muốn chữa mắt tôi sáng, thì chữa được ngay, vì cha cầu xin điều gì, Chúa liền ban cho người điều ấy." Những ai không thể đến xứ A được, họ gửi thư cho cha Gioan, nên bưu điện mỗi ngày đem cho cha rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới, có ngày 20, 30 thư. Những thư ấy có ý xin cha cầu nguyện cho mình. Có thư xin tạ ơn vì đã được như ý. Có thư xin cha cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại, hay cho người bệnh được chữa lành. Có thư bàn hỏi với cha về những việc khó khăn. Có thư của các giám mục, linh mục xin cha cầu nguyện cho con chiên của giáo phận hay giáo xứ. Cha Gioan xem qua tất cả những lá thư đó, rồi tùy theo sự cần thiết, cha nhờ cha phó viết thư trả lời giúp, vì cha quá bận và không có thời giờ. Chúa Giêsu đã phán, ai xin thì sẽ được. Cha Gioan tin chắc chắn vào lời ấy, nên cha luôn cầu xin đêm ngày, và cha xin gì cũng được. Sự cầu nguyện là công việc thiết yếu của người linh mục. Chúng ta hãy bắt chước cha Gioan, siêng năng cầu nguyện cùng Chúa luôn mãi, nhất là cầu cho người có tội ăn năn trở lại cùng Chúa thì sẽ được nhận lời, vì Chúa Giêsu đã phán như vậy. Lạy Cha Thánh Gioan Vianney, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu đoái thương, nâng đỡ, gìn giữ và chúc phúc cho các linh mục. Xin ban cho các linh mục có trái tim mục tử của Chúa, say yêu Chúa, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con đến với Chúa là tình yêu, là nguồn sống thật. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình đọc truyện xin được tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tình yêu Giêsu, tình yêu cao quý vô cùng. Vì yêu thương con, Chúa chịu trăm ngàn khổ đau. Chúa yêu con người, chấp nhận gái trông, dắt son tấm lòng. Chỉ một tình yêu thôi, một tình yêu thiết tha, một tình yêu thiết tha. Dẫu cho con là bụi chó đáng gì, thì Ngài vẫn mãi yêu con. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mỗi tình Chúa yêu con người. Ngàn năm
qua đi, biển xanh cứ mãi xanh màu. Ngàn năm qua đi, thế trần dẫu nhiều đổi thay, nắng mưa phai nhòa bước đường con đi, Chúa theo con từng dẫu nhịp thời gian trôi. Tình Ngài yêu mãi thôi, tình Ngài yêu mãi thôi. Trái tim con này nguyện trao hiến Ngài, chọn niềm tin quyết không phai. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình yêu dám quên đời mình, là mối tình Chúa yêu con người. Con hôm nay buồn vui với những thăng trầm, ngày con sinh ra đất trời chung một niềm vui. Chúa đưa con vào suối nguồn tình yêu, Chúa thương con nhiều ấp ủ đời con đây. Niềm vui ôi ngất ngây, tình yêu ôi đắm say. Biết bao ân tình đổ tuôn tháng ngày, tràn ngập muôn lối con đi. Một tình yêu cho đi nhưng không, là một tình yêu hiến dâng trọn đời. Vì người mình dám quên đời mình, là mối tình Chúa yêu con người. Chỉ một tình yêu thôi, chỉ một tình yêu thôi, tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu thôi, chỉ một tình yêu.